Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn liệu họ có trở thành nạn nhân không a à, lê hỏi chỉ sợ không chỉ họ mà còn cả phía chúng ta cuối cùng tất cả sinh linh chết trong trận chiến đều sẽ bị ném vào vòng xoáy hoàn thành nghi thức triệu hồi hư không quân thùy họa nói nhưng tại sao chúng ta phải hợp lực với thiên đạo để làm việc này a à, lê hỏi lại bởi vì nếu không làm như vậy vòng xoáy sẽ xé nát quy luật thiên địa vũ trụ vẫn sẽ bị quy luật thiên địa hủy diệt cho nên chúng ta không những không thể ngăn cản thiên đạo triệu hoán hư không quân mà còn phải phối hợp hắn hoàn thành nghi thức này. Nguyên Duệ nói, vậy chúng ta đang tập hợp sức mạnh của toàn bộ chúng sinh để đánh bại hư không quân sao? Đúng vậy, cái gọi là thiên đạo, chẳng qua chỉ là tưởng tượng. Kẻ thù thật sự của chúng ta chính là hư không quân. Chỉ có đánh bại hắn, chúng ta mới có thể bảo toàn vũ trụ hiện tại, sửa chữa dòng thời gian đứt đoạn. Thùy Họa nói, với sự giải thích liên tục của Thùy Họa và Nguyên Duệ, sự thật về trận chiến thiên đạo cuối cùng cũng lộ ra. Trận chiến này chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết, thậm chí có thể gọi là trận chiến tận diệt. Thiên đạo thập nhị thành có quân đội hùng mạnh, chiến lực hùng hậu, không ai có thể tự mình lật ngược tình thế, kể cả vĩnh hằng kiếm chủ và thái sơ tử thần cũng không thể. Muốn đánh bại họ, phải đầu tư binh lực khổng lồ. Bầu trời có những cự nhãn, cô số cự nhân kim giáp trong vùng đất hoang ngày tận thế, lại thêm nguyễn cảnh do thiên đạo bố trí phục sẵn những gì chúng tôi có thể làm thật ra rất hạn chế thậm chí còn không biết liệu chúng ta có thể sống sót trước thời nghi thức triệu hồi kết thúc hay không binh với binh tướng với tương chúng tôi đều có đối thủ ngang hàng cuối cùng toàn bộ sinh linh của thiên quốc đều bị cự nhân kim giáp cuồng sát nơi từng là thiên đường đã trở thành tử địa lúc này đám cự nhân kim giáp không còn con mồi bắt đầu tập hợp lại cuối cùng hình thành đội quân trăm vạn cự nhân kim giáp điều chắc chắn là đội quân này chính là ngọn giáo sắc bén nhất của thiên đạo Mỗi một cự nhân kim giáp đều có chiến lực như thần vương thái cổ. Khi tập hợp thành đội quân, sức mạnh của họ tung ra lại càng chấn động vạn cổ hư không. Chương 1491, quyết chiến bắt đầu hai. Cự nhãn trong hư không bắt đầu chuyển động, lần này chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thiên đạo dần mất kiên nhẫn, bắt đầu chủ động tấn công. Cự nhân kim giáp bước bước từng bước chân nặng nề ầm ầm tựa sấm về phía chúng tôi từ vùng đất hoang ngày tận thế. Phía sau họ dòng tác sắt thép liên kết thập nhị thành theo sau cự nhân kim giáp sông về phía chúng tôi. Quân lực nặng nề mang tới cảm giác áp bức cô song, quân uy lớn tới mức phá quân không thể chống lại, thủy hỏa cũng không thể chịu đựng. Sát ý của đội quân như làn sóng khổng lồ, dưới tác dụng hủy diệt vô cùng lớn, không ai có thể đứng vững. Hai đại quân thần giới do Nguyên Duệ đem tới bắt đầu rút lui, hai thánh thu u huỳnh trúc chiếu không ngừng gầm lên, trong mắt bung lên luồng ánh sáng dữ dội khủng bổ. Bạch Thắng Tuyết và Đạo Thần bắt đầu rút lui, cơ thể a lê cũng bắt đầu run rẩy sắc mặt nguyên duệ tái nhợt cô ấy muốn ở bên cạnh tôi muốn cùng tôi chiến đấu nhưng sức lực của cô ấy không đủ để cô ấy có thể ở lại đây tôi ra hiệu cô ấy cùng a lê cùng nhau rút lui đội quân cự nhân kim giáp và thập nhị đại quân từng bước tiếp cận hung tính của u huỳnh và trúc chiếu hoàn toàn bị khơi dậy đứng bên cạnh tôi gầm lên lúc này những người duy nhất đứng phía trước tôi là thùy họa phá quân u huỳnh và trúc chiếu tôi rút vạn thiên sấm ngôn kiếm Thủy Hỏa cũng nhắc Minh Hà Đao. Thân kiếm hỗn độn có thể giúp tôi trung hòa sức mạnh sát phạt của quân đội, cơ thể quỷ cang của Thủy Hỏa cũng có thể trung hòa tác động của sát ý. Cơ thể phá quân run rẩy, chiến binh huyền thoại của ma đạo này đã vô số lần dẫn đầu bảo vệ các đệ tử ma đạo phía sau trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình. Phá quân chính là biểu tượng của quân uy, hiện tại so với tôi và Thủy Hỏa, cả thân thể và thần hồn của bà đều kém hơn rất nhiều. Nhưng sau khi ký ức của Tần Ngọc bị phong ấn trong hải thức, cả người bà đã có sự chuyển biến mới giống như khối ngọc không thể phá hủy đối mặt với luồng sát khí mãnh liệt nhất tôi đứng giữa thủy họa bên trái phá quân bên phải u huỳnh trúc chiếu khom người ở hai bên người tôi tuy rằng chúng đã thức tỉnh huyết mạch thánh thú nhưng rốt cuộc cũng vì thời gian quá ngắn chúng vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn chỉnh sức mạnh của thánh thú cũng không đủ để phát huy toàn diện nếu là thánh thú hoàn chỉnh sẽ không yên tĩnh như vậy chút nào chỉ cần cảm nhận được một chút uy hiếp cũng sẽ lao tới truy lùng đại quân mang giáo trăm vạn cự nhân kim giáp và dòng thác sắt thép từ liên quân thập nhị thành thiên đạo sử dụng giới cực hạn quân lực của hắn dẫn đầu nhấc lên hiệu triệu chiến đấu quân uy ngày càng mạnh mẽ chúng tôi vẫn đang nỗ lực chống đỡ không phải không muốn rút lui mà là không thể rút lui chúng tôi đại diện cho ý chí của toàn bộ chúng sinh dù lùi một bước cũng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến quyết tâm chống lại thiên đạo của chúng sinh trước mặt chúng tôi là mãnh thú sắt thép với sức mạnh vô đối sau lưng chúng tôi là viện quân vẫn chưa kịp tới, không có gì để dựa vào. Thân thể phá quân cũng bắt đầu run rẩy, nghe được cả tiếng ngọc vỡ. Quay lại nhìn bà, thất khiếu chảy máu, hai thanh đoản đao bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thùy Hòa cũng đang nghiến răng chống đỡ, tùy vẻ mặt không thay đổi, nhưng những bông sen đang nở rộ quanh thân cô ấy đang dần héo tàn. U Huỳnh gầm lên rồi lùi lại một bước, Trúc Chiếu lo lắng nhìn cô cũng lùi lại một bước. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tôi nhanh chóng khứa lưỡi kiếm lên ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, dùng máu hòa vào lưỡi kiếm vạn thiên sấm ngôn kiếm. Vạn thiên sấm ngôn kiếm nuốt chừng máu của tôi, hai mặt phù văn đồng thời sáng lên. Ngay sau đó, tôi cầm kiếm trong tay bước lên trước, lẩm bẩm quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Chương 1492, tiểu kiếm phá quan. Chiến không ngừng, họa không thôi, sát phạt không ngừng. Vạn thiên sấm ngôn kiếm run rẩy trong tay tôi thanh kiếm trước mặt giúp tôi cảm nhận rõ ràng luồng sát ý trước mặt. Quân đoàn cự nhân kim giáp mới là lưỡi đao thật sự. Sát ý quân uy của liên quân thập nhị thành đều tập trung vào họ, và chỉ có cơ thể không thể phá hủy của cự nhân kim giáp mới có thể chứa đựng toàn bộ. Đại quân trăm vạn cự nhân kim giáp, dù nhìn thế nào cũng mang theo sức mạnh và phẫn nộ của thiên đạo. Chỉ bước ra một bước, sát khí quét về phía tôi tựa núi như biển sụp đổ, sức mạnh hoàn toàn áp đảo. Trong đại dương sát khí cuồn cuộn, Tôi như con thuyền nhỏ không chút sức lực, cố lộn ngược dòng trước mưa gió dữ dội. Kiếm khí trong thân kiếm hỗn độn, tôi cố dẫn kiếm khí vào trong thân kiếm, nhưng kiếm khí lại bị sát khí cuồn cuộn từ bên ngoài áp chế, căn bản không thể phóng thích ra ngoài. Sát ý ngập đầu, kiếm khí bắt đầu cuồn cuộn trong cơ thể tôi, dần trở nên điên cuồng. Theo tình hình hiện tại, e là kiếm khí sẽ tiêu diệt bên trong cơ thể tôi trước cả khi nó được giải phóng. Tôi hít một hơi thật sâu, thần hồn tiến vào huyền quan huyền quan lúc này đã được dỡ bỏ lệnh cấm, là một thế giới hoàn mỹ thuộc về tương lai. Thế giới ở đây vạn vật sinh trưởng, tràn đầy sức sống. Không bị nhiễm chút lệ khí nào, kiếm là vũ khí sát phạt, không có lệ khí thì không có kiếm. Nhân gian có bi lụy tình cảm tới bạc đầu, thiên đạo lại không có bất kỳ thăng trầm nào. Trước đây tôi thường nói thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như châu chó, là vì thiên đạo chủ sát, vận mệnh vô thường. Huyền quan của tôi là thế giới của tương lai, bình yên và tĩnh lặng như hồ nước trong veo, không chút gợn sóng. Thiên lý tuần hoàn, tự có trật tự, không tranh chấp, không chiến hỏa, không âm mưu, chỉ có bản năng sinh tồn, sinh mệnh cũng tự nhiên chung sống hòa hợp. Tuy nhiên, đối mặt với sinh cơ của vạn vật, tôi thật sự muốn làm ra chuyện giống với thiên đạo. Vì tôi cần kiếm ý ở huyền quan, cần cảm ứng đổ sát để chút đi toàn bộ kiếm khí đang cuồng nộ trong cơ thể. Nếu không thể làm được, tôi sẽ bị kiếm khí nổ tung tới chết. Nhưng nếu tôi làm điều này, Tôi sẽ phá hủy sự yên bình của thế giới Huyền Quan. Chiến không ngừng, họa không thôi, tôi sẽ mang tới tai họa và chiến tranh vô tận cho thế giới tương lương, giống như những điều thiên đạo đã làm. Sự lựa chọn này vô cùng khó khăn với tôi. Chúng sinh chiến đấu với trời, là vì sự bất nhân quyết tuyệt của thiên đạo và sự vô thường của vận mệnh, nhưng tôi lại muốn tự mình mở ra một thế giới bất nhân vô thường tiếp theo. Điểm này thì có khác gì thiên đạo, tiếc là dù không muốn thì vẫn phải đưa ra lựa chọn, thân kiếm hỗn độn đang nhanh chóng tan vỡ. Không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự trọng, đây là dòng chữ được khắc trên thất sát bia, trời ban vạn vật cho con người, nhưng con người lại không có gì dâng cho trời, thì con người đều có thể bị giết. Năm xưa, khi tôi mang trên người gánh nặng số phận thất sát, cũng từng không nhịn được mà nảy sinh sát ý. Nhiều năm như vậy, tưởng là sát ý của bản thân đã bị tôi lãng quên, nhưng thật ra nó vẫn ở đó, lặng yên ngủ sâu trong linh hồn của tôi. Giết, mỗi lần tôi niệm một chữ giết, người lại tiến lên phía trước một bước. Cho tới khi tôi niệm xong bảy chữ giết thứ bảy, trong huyền quan cũng sinh ra cảm ứng giết chóc. Cảm ứng giết chóc nhanh chóng hóa thành lệ khí, giống như viên sỏi rơi xuống mặt hồ, phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước. Gió nổi, cơn gió sơ sắc tiêu điều, điều, gió thổi khắp huyền quan khiến cây đổ xào sạc như mưa. Gió lạnh quét qua toàn bộ huyền quan, dấy lên cơn gió tanh cao vạn thước trên mặt biển. Sâu trong núi, bách thú rên rỉ, tận cùng màn đêm, mưa đêm quỷ khóc muôn dân than khóc chỉ vì thế giới này đã bị sát ý nhuộm đỏ trong nỗi sợ hãi vô tận toàn bộ chúng sinh đều hấp thụ sát ý vào trong linh hồn tôi có thể cảm nhận được trong một tương lai không xa thế giới huyền quan rồi sẽ xảy ra hết trận thảm sát này tới trận thảm sát khác từ đó vương quyền thay đổi chủng tộc hưng thịnh rồi suy tàn những tranh chấp không hồi kết rồi sẽ trở thành điều chủ chốt trong thế giới tương lai ai tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ thần điều chu tước sao lại thở dài tôi hỏi mà đạo tổ sư ngài với thiên đạo có gì khác nhau chu tước thần điều hỏi không có khác biệt hắn bất nhân ngài lúc này có chút nhân nghĩa nào sao sinh mệnh vô nghĩa giết chóc không ngừng thiên đạo thật sự sai sao nếu đổi lại là ngài làm chủ chúng sinh ngài có thể làm tốt hơn hắn không chu tước nhàn nhạt nói đôi mắt đẫm lệ hắn hủy diệt thiên quốc đồ sát sinh linh chỉ vì để triệu hồi hư không quân ngài chỉ thấy hắn chém giết không thấy được hắn cũng biết thương xót ở hoàn cảnh khác ngài cũng làm như vậy thiên đạo không làm sai gì cả sai chính là quy luật thiên địa quy luật thiên địa sai sao thiên đạo không có quyền lựa chọn ngài cũng không thể lựa chọn cho nên mặc kệ chúng sinh là ai đều sẽ đưa ra lựa chọn như nhau và điều này chỉ cho thấy ngài không sai sai chính là quy luật thiên địa có sống sẽ có chết sinh mệnh vô nghĩa tàn sát không thôi không ngừng mà muốn kết thúc tất cả chỉ có một cách cách gì vạn vật quy khư nói tới nói lui ngươi vẫn đồng ý với cách làm của thiên đạo tôi lạnh lùng hỏi ai nếu vạn vật quy khư ngay cả ta cũng không tồn tại nữa làm sao ta có thể chấp nhận những gì thiên đạo đã làm ta chỉ cảm thấy trong lòng ngài có sự bối rối và tôi chỉ muốn giúp ngài giải quyết nó nhưng ngươi lại tạo ra sự bối rối lớn hơn cho ta có lúc trong lòng cảm thấy bối rối mới là chuyện tốt ồ ma đạo tổ sư thật ra trong lòng ngài sớm đã có đáp án rồi đúng không không sai sự kết thúc cuối cùng của thiên đạo là để vạn vận quy khư và hủy diệt mọi thứ. Và mục đích tôi muốn là dùng chiến tranh kết thúc chiến tranh, dùng chém giết kết thúc các cuộc trinh phạt. Tôi sinh ra đã nghe theo quy luật thiên địa, và tôi phải làm theo quy luật đó. Thế giới này không phải chỉ mang hai màu đen trắng thuần túy, hỗn độn cũng chỉ là một trạng thái bình thường, mấu chốt là trong lòng có thước đo thiện và ác. Ban đầu tôi không lựa chọn giữa ma và đạo, và cả thân kiếm hỗn loạn. Hôm nay tôi cũng sẽ không đưa ra lựa chọn, thân thể tôi cảm nhận được sự hỗn loạn của thân kiếm. Giết chóc không ngừng, tai họa không thôi, trong lòng ta cũng có họa, đạo pháp đấu với tâm ma. Nghĩ tới đây, tôi giơ tay phải lên rồi hô to kiếm tới. Sát ý trong quét qua huyền quan, khơi dậy bản chất hung ác của chúng sinh. Hàn tính hóa thành lệ khí, nhanh chóng trào dâng trong tay tôi. Khi toàn bộ lệ khí đã bị chiếm giữ, tôi siết chặt nắm tay, duỗi ra lần nữa. Đường chỉ tay nứt ra, vô số tia sét nổ tung khắp hướng cùng với sấm chấp liên hồi một thanh kiếm nhỏ màu tìm xuất hiện trong không trung. Kiếm nhỏ sắc lư trái phải, cuối cùng mũi kiếm chỉ vào huyệt thần đình. Phá, theo lệnh của tôi, thanh kiếm nhỏ xuyên thủng huyền quan. chương 1493, rơi vào vực thẳng. Tiểu kiếm phá huyền quan, thần hồn trở về vị trí ban đầu. Kiếm khí hỗn loạn phức tạp trong người tôi cuối cùng cũng tìm được lối thoát đột phá, liên tục dồn tới cánh tay phải của tôi, cuối cùng đưa vào vạn thiên sấm ngôn kiếm vạn thiên sấm ngôn kiếm gặp ánh sáng liền trào dâng một mặt tựa ban ngày mặt kia như màn đêm sấm ngôn đen trắng đan sen hỗn loạn thời gian và không gian phá vỡ không gian và hình thành cơn bão kiếm khí hỗn đột ngay trước mặt cơn bão kiếm khi được đẩy về phía trước giống như con dao sắc bén cưỡi gió cưỡi sóng cắt xuyên gai góc hung hăng cám vào trận sát khí do đội quân cự nhân kim giáp tạo ra giữ chặt kiếm phía trước thân pháp của tôi không còn đình trệ một bước lớn tiến vào tựa như sao băng vụt qua lao thẳng về phía cự nhân kim giáp. Cự nhãn trong xương mù lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, giận dữ mắng chửi tôi. Cùng lúc đó, đội quân cự nhân kim giáp đồng loạt gầm lên, binh lực vô tận và tà khí tập trung ngay trước mặt, ngưng tụ thành ngọn mâu vàng khổng lồ. Kim cự thương cực kỳ to lớn, trăm vạn cự nhân kim giáp xếp hàng hai bên trái phải để nâng nó lên. Đây là thương gì thế? Phá quân kinh ngạc hỏi. Đây không phải thương, đây là mâu, Thùy Họa nói. Tôi chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có thần binh như vậy. Quả thật, trên thế giới này không có loại thần binh thần kỳ như vậy. Bởi vì ngọn mâu này không phải vật phẩm của thế giới chúng tôi. Cho dù đó là vô tận hắc ám đao, hay là thánh quang thuần khiết cử kiếm của quang thiên sứ, lưỡng đoạn đao của phá quân, linh hồn tiến của linh hồn cuồng thủ, thậm chí là minh hà đao của thủy họa, đều không có cái nào giống như cây mâu vàng này. Ta vẫn luôn cho là thiên đạo dùng kiếm pháp để xưng hùng, kiêu ngạo cười dưới gầm trời vạn cổ bây giờ xem ra là ta sai rồi thùy hỏa thở dài nói đúng vậy trước đây ta cũng luôn tin tưởng kiếm đạo bất tận kiếm đạo bất tận là ở trong thế giới của chúng ta vũ trụ của chúng ta nếu ra khỏi vũ trụ của chúng ta uy lực của kiếm làm sao so được với uy lực của thương và mâu phá quân nói hai người phụ nữ đều là vị tướng bách chiến đối với uy lực của binh khí đều hiểu rõ trong lòng bàn tay sự vĩ đại của kiếm nằm ở sự vô hạn và vô tận của nó nhưng cái gọi là vô cực vô hạn này lại chỉ được dùng trong thế giới hữu hạn ở thế giới của chúng tôi sẽ không xuất hiện một thần khí nào có có thể xé nát và xuyên qua nhiều mặt phẳng không gian như kim cự mâu nên một thanh kiếm có thể dung chuyển được các vì sao cũng đủ để tự hào dưới bầu trời vạn cổ và một khi vũ khí mạnh mẽ như kim cự mâu xuất hiện uy lực của kiếm khí lập tức trở nên kém đi bởi vì kiếm là vũ khí nhẹ còn mâu là vũ khí nặng kiếm có thể nhìn ra quỹ đạo mâu thì phá vỡ mọi luật lệ Tạ Lan có thể chặn được Kim Mâu không? Im lặng một lát, phá quân lại hỏi. Kim cự mâu trước mặt là do cự nhân Kim Giáp dùng thần niệm triệu hoán, không phải thực thể. Bão kiếm khí hỗn độn của Tạ Lan đã đạt tới cực hạn, sức hủy diệt của nó không kém Kim Mâu. Thùy Họa nói, vậy thì, Kim Mâu này có thực thể không? Phá quân lại hỏi, có, Thùy Họa ngước mắt lên trời, nhìn chầm chầm cự nhãn trong màn sương mù hư không? Ở đâu, ở trong tay thiên đạo, Nói vậy thì, bất kỳ lúc nào tạ lan cũng phải hứng chịu đòn chí mạng từ thiên đạo. Đúng vậy, thiên đạo ở trong bóng tối, ta không biết hắn đang trốn ở đâu, cũng không biết khi nào hắn sẽ phát động tấn công chí mạng lên tạ lan. Chúng ta chỉ có thể chờ. Trong khi hai người phụ nữ đang nói chuyện, tôi cầm vạn thiên sấm ngôn kiếm xông về phía trước kim mâu. Trước mắt là luồng kim quang, trong luồng kim quang ấy ẩn chưa sát khí hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Kim mâu được thần niệm biến đổi, dưới phẫn nộ của cự nhân kim giáp hóa thành ngọn lửa, chứa chú của thiên đạo hóa xương giá chết chóc. Dùng kim sắc lưu hỏa làm thân giáo, dùng hàn băng liệt diễm làm mũi giáo, dài 3 vạn chín ngàn trượng, đường tròn hơn 300 thước, mũi giáo tựa núi. Nhạc chi huyền đình, phải dùng toàn bộ sức lực của cự nhân kim giáp mới nâng được thương. Mà đây mới chỉ là hư hình của kim mâu, trăm vạn cự nhân kim giáp dùng sức đâm kim mâu về phía tôi, sức mạnh hủy diệt vô tận lập tức xé nát không gian. Không gian bị phá, thời không hỗn loạn, vô số hư không nhanh chóng được tạo ra quanh tôi vô số hư không nuốt chửng lẫn nhau hình thành vực thẳm hắc ám phía trước là sát ý vô tận của kim mâu phía sau là vực thẳm hắc ám vô tận cự nhân kim giáp không có một động tác dư thừa nào lao thẳng về phía trước đẩy tôi rơi vào tuyệt cảnh lúc này cơn bão kiếm khí hỗn độn vẫn lao về phía trước dùng toàn bộ kiếm ý từ huyền quan của tôi đâm về phía kim mâu bão kiếm khí bất khả chiến bại không thể bị bóp nghẹt hay chôn vùi tôi vô lực nhìn bão kiếm khí từng tất siết chặt kim mâu mặc dù cự nhân kim giáp đồng loạt gầm lớn cũng không thể vượt qua bão kiếm khí hỗn độn. Cơn bão kiếm khí nuốt chửng mũi thương khổng lồ, bắt đầu ăn mòn thần niệm của cự nhân kim giáp. Tựa như kiếm ý của tôi đang nuốt chửng thần niệm của cự nhân kim giáp. Ăn mòn từng thước, kim mâu ngắn lại từng thước, hơi thở của cự nhân kim giáp bắt đầu trở nên hỗn loạn, bước đi loạn choạng. Thần niệm bị cản trở, lại thêm thân thương gần không nguyên vẹn, đối với họ mà nói là vô cùng khó khăn. Bão kiếm khí cũng tiêu hao thần niệm của tôi rất nghiêm trọng, với tốc độ hấp thụ kiếm ý nhanh chóng, tôi chỉ có thể nghiến răng kiên trì, bẻ gãy kim mâu trước. Cuối cùng, cơn bão kiếm khí nuốt chửng phần lớn thương xuất ra từ đội quân, bắt đầu tàn phá đội quân cự nhân kim giáp. Hình ảnh thiên thần cự nhân kim giáp tưởng chừng mạnh mẽ bỗng chốc sụp đổ khi đối mặt với bão kiếm khí hỗn độn. Giết người như ngả dạ, kiếm khí của tôi tựa gió bắc không ngừng cắn xé. Gió bắc thổi, cỏ rơi trắng mặt đất, trăm vạn quân thì sao, kim mâu thì thế nào. Khi cơn bão kiếm khí xông tới tàn sát cự nhân kim giáp, cơ thể tôi và kiếm đã phân tách, tôi rơi thẳng xuống vực thẳm phía sau. Trận chiến quyết định diễn ra đồng thời ở cả hai hướng. Trong khi kiếm của tôi đang giết chết kẻ thù, người vẫn bị sức mạnh của hư không kéo đi. Giết càng nhiều người, tôi càng chìm sâu vào vực thẳm. Cốt lõi của lần cạnh tranh này, chính là thần niệm của hai bên. Nếu kiếm khí do thần niệm của tôi điều khiển có thể phá hủy kim mâu và giết toàn bộ cự nhân kim giáp, thì tôi có thể thoát khỏi vực thẳm mà một khi kiếm khí của tôi cạn kiệt trước, dù chỉ còn lại một cự nhân kim giác, tôi cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào vực thẳm. Cậu ta sắp không trụ được rồi, chúng ta có cần ra tay không? Phá quân cao mày nói, tôi tin anh ấy. Cô xác định cậu ta có thể thoát khỏi cực thẳm sao? Tôi không chắc anh ấy có thể thoát ra được không, nhưng tôi chắc chắn vực thẳm sẽ không bao giờ có thể nuốt chửng tạ lan của tôi. Tại sao? Ngài có biết điểm cuối vực thẳm là gì không? Vực thẳm không có gì, không gì có thể sống, không gì có thể chết cho dù là vận mệnh cũng không thể hoàn toàn tồn tại trong vực thẳm hư vô, vẫn sẽ bị chôn vùi bên trong. Ngài nói không sai, vận mệnh không thể tồn tại trong vực thẳm, nhưng có người có thể. Ai, cửu u nữ đế, chương 1494, kiếm gãy người vong. Vận mệnh từng rơi xuống vực thẳm, không rõ tung tích. Nhưng Thùy Họa lại nói nữ đế có thể chuyển mình ở vực sâu. Cô đang nói em mờ cửu u, phá quân hỏi, nhắc tới cửu u nữ đế, Giọng điệu của Phá Quân hiển nhiên có chút không vui. Không sai, với phẩm hạnh và khả năng của bà ấy, có thể làm được những điều mà ngay cả vận mệnh cũng không làm được. Phá Quân Thiên Tôn, ta từng bí mật xem ký ức của cửu u nữ đế. Trong ký ức sâu thẳm của bà ấy, ta tìm thấy dấu ấn do hậu thổ nương nương để lại. Ngoài ra, ta còn chú ý tới một người đang bị mắc kẹt trong tam giới lục đạo, thậm chí là cả chân tướng mà thiên đạo cũng bỏ qua. Chân tướng gì? Vận mệnh mà chúng ta biết kỳ thực chỉ là ảo ảnh không phải thực thể. Vận mệnh thật sự vẫn luôn ở bên trong cửu U M phủ. Ý ngươi là, M cửu U mới là vận mệnh thật sự. Đúng vậy, vận mệnh luân hồi, ngoại trừ bà ấy, còn có ai xứng với cái danh vận mệnh. Phá quân im lặng, bắt đầu tìm kiếm tất cả ký ức có liên quan tới cửu U nữ đế của mình. Cờ chiêu hồn của ma đạo từng ở trong tay nữ đế. Đạo tổ chiến tử, hoàn hồn nhai cũng là món quà từ nữ đế. Trận chiến trên bàn cờ, vận mệnh của tam giới. Vũ trụ là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, thiên đạo và vận mệnh cùng chơi cờ. Thiên đạo cực hư không, muốn một lưới bắt chọn quân cờ. Nhưng vận mệnh đã làm gián đoạn ván cờ, quét sạch quân cờ trước, hòng che giấu sự thật khỏi thiên đạo. Dù là tạ mặt lăng hay tạ lan đều là quân cờ không có trên bàn cờ. Họ đều nằm ngoài sự khống chế của vận mệnh, đồng thời cũng tránh được sát ý của thiên đạo. Thùy họa nói, cô ta là vận mệnh, nói vậy thì, vận mệnh của ta và Tần Ngọc cũng là cô ta sắp đặt. Phá quân lạnh lùng nói, phá quân thiên tôn, ngài là chiến thần của vạn thế, là người đã được vận mệnh định sẵn. Cho dù vận mệnh muốn nhằm vào ngài cũng không cách nào thực hiện được. Huống chi, nữ đế chỉ thức tỉnh sau khi ảo ảnh của vận mệnh bị vỡ, bà ấy không thể nào can thiệp vào mối quan hệ vận mệnh nhân quả của ngài và Tần Ngọc được. Được rồi, cho dù ta thừa nhận em mờ cửu u là vận mệnh, cô ta làm sao giúp tạ lan thoát khỏi vực sâu hư vô. Vực sâu không phải kết thúc, nếu luân hồi xuất hiện, có thể không phải điểm khởi đầu của sinh mệnh. Thùy Họa nói, cô chắc chắn M cửu U sẽ xuất hiện vào lúc tạ Lan cần giúp đỡ nhất không? Phá quân hỏi, bà ấy sẽ đến, vì đây là cơ hội duy nhất để bà ấy gặp đạo tổ. Nếu tạ Lan hết, bà ấy sẽ không bao giờ gặp lại đạo tổ được nữa. Cái gì cô nói Mạt Lăng sẽ tái sinh? Phá quân hỏi, thân thể đạo tổ đã hóa thành hy di và trở về thiên địa của chúng ta. Nhưng giống như thiên đạo là hư không quân chiếu ra, Thứ mà đạo tổ phá hủy cũng chỉ là ảo ảnh của hắn. Mà đạo tổ thật sự, đạo tổ thật sự ở đâu? Khi trận chiến thiên đạo kết thúc, ngài sẽ hiểu được đạo tổ thật sự ở đâu. Trước đó chúng ta vẫn cần canh chừng, thiên đạo đang nhìn chằm chằm Tạ Lan trong hư không, cho dù anh ấy được vận mệnh giúp thoát khỏi vực thẳm, vẫn còn một kim mâu thật sự đang ẩn trong bóng tối. Được, tôi đang rơi thẳng xuống vực thẳm, cùng với nỗi sợ tột độ. Đây không phải lần đầu xảy ra cảnh tượng này, cách đây rất lâu khi tôi phá hủy lối vào núi khổng minh, tôi cũng đã rơi tự do như vậy. Trong giấc mơ có ác mộng cố hiếu, đó là mơ thấy mình cứ mãi rơi xuống. Mỗi lần mơ thấy nó, tôi đều toát mồ hôi lạnh. Đôi khi, loại ác mộng này còn đáng sợ hơn cả giấc mơ bị ma quỷ quấn thân. Ma quỷ quấn thân, điều đáng sợ chỉ là tâm thần. Còn rơi xuống là nỗi sợ xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Cơn bão kiếm khí hỗn độn vẫn đang chém giết cự nhân kim giáp, Sức mạnh đã suy yếu nhiều, số lượng cự nhân kim giáp cũng gần như bị xóa sổ. Cuối cùng kim mâu nặng nề vỡ nát, cự nhân kim giáp bị cơn bão kiếm khí tàn sát, chỉ còn lại thủ lĩnh cuối cùng. Lúc này, kiếm khí trong cơn bão đã cạn kiệt, Vạn Thiên Sấm Môn kiếm xuất hiện trên không trung. Kiếm ý của tôi đã cạn kiệt, nhưng Vạn Thiên Sấm Môn kiếm vẫn có kiếm ý riêng. Đối mặt với cự nhân kim giáp, Vạn Thiên Sấm Môn kiếm khẽ run lên. Sự run rẩy này không phải sợ hãi, mà là tức giận kiếm liên kết với máu của tôi khi cơn bão kiếm khí tiêu tán nó không thể phát hiện ra hơi thở của tôi nữa vì tôi đã rơi vào vực thẳm hư vô là thần linh dị giới kiêu hãnh và mạnh mẽ thủ lĩnh cự nhân kim giáp bình tĩnh nhìn chằm chằm vạn thiên sấm ngôn kiếm y đã chết rồi người cũng sẽ trở thành đồ của thiên đạo thôi câu nói này một lần nữa chọc giận vạn thiên sấm ngôn kiếm thân kiếm càng run rẩy kịch liệt đừng cố chống lại ý chỉ của thiên đạo sinh vật linh giới hạ đẳng phải biết là trên bầu trời vẫn còn cặp thần nhãn đang nhìn ngươi." Thủ lĩnh cự nhân kim giáp tiếp tục nói. Vạn Thiên Sấm Môn kiếm quay lại, chĩa mũi kiếm vào thần nhãn trên trời. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang lập tức bắn ra. Cự nhân kim giáp không hề ngờ tới Vạn Thiên Sấm Môn kiếm lại dám xuất kiếm lúc này. Gã cũng không ngờ tới một kiếm linh nhỏ nhoi lại dám dùng kiếm chống lại Thiên Nhãn. Kiếm quang sắc bén như cầu vồng, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại mạnh tới bất khả chiến bại, không thể đối đầu chỉ vì kiếm quang này mang theo sơ tâm của một thanh kiếm người còn kiếm còn người chết kiếm gãy tâm trí của thiên đạo đều hướng về tôi đang rơi trong vực thẳm để rồi khi hắn nhận ra thần nhãn của mình đang bị kiếm khí tấn công kiếm quang đã chiếu vào cự nhãn sức mạnh dường như vô tận của cự nhãn thiên đạo không thể chống lại sự đột phá mong manh của nó lúc này cái đinh trong mắt gai đâm trong thịt khi kiếm khí chiếu vào thần nhãn phát sinh động đất lớn thần nhãn hóa thành hàng vạn thần quang chiếu tới khắp nơi, thần quang tiêu tán, cự nhãn bị tiêu diệt, cự nhãn bị tiêu diệt và vạn thiên sấm ngôn kiếm trong đó cũng gãy. Nửa mũi kiếm dùng tia xét xuyên qua trái tim của thủ lĩnh cự nhân kim giáp, trong khi nửa thanh kiếm còn lại thì chuyển mình rơi vào vực thẳm hư vô. Chương 1495, gặp lại Huy Nhu. Khi Ma đạo lần đầu bước vào quy khư, tôi đã từng thanh kiếm bị gãy một nửa của Thiên đạo. Từ thanh kiếm gãy một nửa mà nhận được Thái Cổ Tam kiếm đạo. Ma kiếm cuồn cuộn quỷ kiếm thăm thẳm, thần kiếm minh mông. Giờ tôi đã thoát ra khỏi thái cổ tam kiếm, lần đầu đạt được hỗn độn kiếm đạo, lúc này là hỗn độn kiếm ý, vĩnh hằng kiếm chủ. Kiếm là binh khí đã được tôi luyện hàng trăm năm, bảo tàn thủ khuyết cũng là một hình thức tồn tại của kiếm. Trên thế giới này không có thanh kiếm hoàn mỹ, cũng không có chiêu thức kiếm, kiếm ý, thậm chí là kiếm đạo hoàn mỹ. Trận chiến với Kim Mâu, tôi đã chọn cách tách khỏi kiếm, với cái giá là phải rơi vào vự thẳm hư vô, ngăn chặn cơn bão kiếm khí và tiêu diệt kẻ thù hùng mạnh điều tôi không ngờ tới là vạn thiên sấm môn kiếm cũng có cùng tâm ý với tôi không ngần ngại khiến mình bị gãy để tiêu diệt thiên đạo nhãn con người tàn tạ thân bất sao kỳ không ngừng rơi vào vực thẳm hư vô thanh kiếm đã gãy bảo tàn thủ khuyết kiếm đã gãy một nửa mang ý chí trở về với chủ nhân của mình tôi đã đánh cược mạng sống của mình vô số lần và kết quả của ngày hôm nay nằm trong dự đoán của tôi trong mắt người ngoài thứ tôi phải đối mặt hôm nay là cái chết nhưng tôi biết ở nơi cuối vực thẳm hư vô có người đang đợi tôi. Vận mệnh không bao giờ biến mất, nó chỉ thay đổi hình thức tồn tại. Thời Không Quân đã cho tôi gợi ý, và tôi đã nhận thức được chân tướng này khi đưa ra lựa chọn của mình. Dòng thời gian đã bị đạo tổ cắt đứt, để lại tương lai trong tay tôi. Mà huyền quan của tôi là món quà tuyệt vời nhất mà vận mệnh đã để lại cho tôi, đại diện cho một thế giới mới ở tương lai. Nếu dòng chảy thời gian có thể sửa được, thì làm sao sợi dây vận mệnh có thể dễ dàng bị phá vỡ? Luân hồi là vận mệnh, nhất định sẽ có người đợi tôi ở nơi cuối vực thẳm. Bởi nếu tôi cứ rơi như vậy, thì sợi dây vận mệnh sẽ không bao giờ được hàn gắn lại. Nhưng tôi lại không biết ai đang đợi tôi ở nơi cuối vực thẳm. Là nữ đế hay là Uy Nhu? Nghĩ tới Uy Nhu, tôi chợt nhớ ra gì đó. Lần trước tôi gặp cô ấy ở U Minh Thần Điện, Uy Nhu có nói với tôi rằng cô ấy đại diện cho ý niệm và nỗi đau của nữ đế, cũng như tình yêu không thể diễn tả thành lời. Cô và nữ đế giống như hoa bỉ ngạn, hoa nở không thấy lá, lá cũng không thể thấy hoa nở. Lúc đó tôi đã hỏi cô ấy nếu cô đã gặp được nữ đế, hai trái tim hòa làm một, sao trên thế giới vẫn còn cô? Uy Nhi nói với tôi rằng lẽ ra cô ấy nên biến mất vì trong lòng tôi đã có cô ấy và nữ đế đã dùng sức mạnh của lục đạo luân hồi để giữ cô ấy lại. Đêm đó Uy Nhi đã cho tôi một đêm khó quên. Sau này mỗi khi nghĩ lại, tôi đều tự hỏi đó phải chăng là một giấc mơ, một giấc mộng xuân không một vết tích được lưu lại ngày hôm sau uy nhuy biến mất nữ đế nói tâm nguyện của tôi đã thành hiện thực uy nhuy cũng nên biến mất về phần uy nhuy lời giải thích của nữ đế không một kẽ hở tôi vẫn luôn tin tưởng vào điều đó nhưng giờ nghĩ lại sự tồn tại của uy nhuy chính là khuyết điểm lớn nhất vận mệnh đã ẩn trong bóng tối không thể tìm thấy không thể xác nhận và tại sao sự tồn tại của uy nhuy lại không phải như vậy cái gọi là hai trái tim cái gọi là hoa bỉ ngạn thức chất chẳng qua là vận mệnh lợi dụng bàn tay của nữ đế để tạo nên mối nghi ngờ mà thôi. Là liễu hà sầu mở ra sự nghiệp đạo môn của tôi, hay chính là Phật gia nhà họ vương năm xưa, người đã mở ra vận mệnh kiếp này cho tôi bằng tuệ nhãn. Ngoài ra, huyền quan của tôi là đến từ đâu? Là do tôi tu luyện thành, hay là do uy nhuy đã âm thầm làm gì đó khi tôi ở nhà họ vương? Cờ chiêu hồn của ma đạo là tác phẩm của thời không quân, mà khi cờ chiêu hồn xuất hiện lần đầu tiên, uy nhuy lại tình cờ ở bên cạnh tôi. Nếu Uy Nhi thật sự là vận mệnh lúc đó, vậy cô ấy quả thật có cơ hội phong ấn thế giới tương lai trong cờ chiêu hồn, để lại cho tôi cơ hội mở ra huyền quan. Trước kia tôi không hề nghi ngờ nữ đế, nên cũng chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Uy Nhi. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Vực thẳm cũng có điểm kết thúc, và cuối cùng tôi cũng ngừng rơi. Ngũ giác lục thức không còn, tôi không thể nghe hay nhìn thấy gì cả. Tôi cảm thấy cơ thể đang trở nên trống rỗng và nhẹ nhàng hơn, tựa như đang ở trong một giấc mơ ý thức của tôi dần trở nên hỗn loạn và tôi cũng dần không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình ngay khi tôi sắp bất tỉnh một chuôi kiếm gãy đột ngột xuất hiện trước mặt tôi đó là vạn thiên sấm ngôn kiếm đã gãy tôi cầm chuôi kiếm trong tay cẩn thận cảm nhận thân kiếm vạn thiên sấm ngôn không trọn vẹn thân kiếm gãy rất nhiều sấm ngôn đã mất may thay tôi vẫn nhớ được tất cả những sấm ngôn ấy trong mắt người ngoài đây chỉ là một thanh kiếm gãy nhưng trong lòng tôi nó không chỉ mất đi uy lực mà còn vì thân kiếm không hoàn chỉnh nên sức mạnh của nó lại được giải phóng lần nữa. Bởi vì kiếm luôn ở trong tim tôi, tôi nắm chặt chuôi kiếm, ý thức quay trở lại vị trí ban đầu. Kiếm còn, người cũng quay trở lại. Tôi cầm kiếm của mình, bước đi vô định ở nơi cuối vực thẳm, không có mục tiêu hay phương hướng. Tôi biết ở đây nhất định có người đang đợi tôi, nhưng tôi không biết người đó ở đâu. Trước mặt và cả hai bên trái phải của tôi đều chẳng có gì cả. Tôi không biết mình đã đi được bao lâu nhưng xuyên qua bóng tối trước mặt, tôi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Càng tiến lại gần, tôi cũng nhìn rõ được đó là một phụ nữ mặc đồ trắng, quay lưng về phía tôi. Dáng vẻ trông giống nữ đế, nhưng nữ đế mặc đồ màu đen, còn người phụ nữ trước mặt tôi lại mặc đồ trắng. Nhìn thấy điều này, tôi cũng hiểu rõ, biết là cô ấy, những ký ức động lại trong thời gian dâng lên như thủy triều, khiến tôi trở nên hưng phấn. Đôi mắt trong sáng tựa pha lê, ánh nhìn dịu dàng quan tâm, từng tiếng sư huynh cũng dần hiện lên trước mắt. Ngay cả khi biết được sự tồn tại của cô ấy là bắt nguồn từ sự lừa gạt, cũng không thể ngăn tôi nhớ về cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi xảy bước tới gần cô ấy nói, uy Nhi, đã lâu không gặp. chương 1496, thoát khỏi vực sâu, một. Người con gái mặc áo trắng khẽ run rẩy chậm chậm xoay người lại, đó chính là dung nhan của người mà tôi vẫn thường ngày đêm nhung nhớ. Nét thanh xuân nay chẳng bằng xưa, ta và nàng gặp nhau xa nhau vốn là chuyện chẳng đặng đừng. Có lẽ bởi thứ quý giá nhất trên thế gian này chính là mất đi rồi lại tìm được, bởi vì mãi mãi chẳng hẹn gặp lại, thế nhưng lại có duyên tương phùng. Dù cho lần tương phùng này chỉ e chỉ là một cơn mộng, là bong bóng xà phòng. Gò má trắng mịn như ngọc, dưới rèm mi dài kia là cặp tuệ nhãn tỏ tường dường như ngập ngừng muốn nói lại thôi, dáng vẻ mong manh như lưu ly, li, khiến người ta thật đau lòng. Ngay cả khi chẳng biết vì cớ gì mà Uy Nguy lại xuất hiện ở đây, tất cả những gì tôi nhìn thấy vẫn là vẻ hoảng loạn, ngượng ngùng và cả tình ý nồng đậm không hề suy chuyển của cô ấy đôi môi kia khẽ run run muốn nói gì đó nhưng dường như không thể nói lên lời nhìn thấy vậy tôi không thể nào kìm nén được tâm tư thương nhớ cùng nỗi đớn đau trong lòng bước đến ôm chặt lấy cô ấy ôm chặt lấy uy nhuy của mình tôi của xưa kia còn chưa thoát khỏi bụi trần ngu ngơ chẳng hiểu gì cả cứ ngỡ rằng cơ duyên với phật gia của nhà họ vương chính là lần gặp gỡ đẹp nhất trên trần thế này ai có thể ngờ được sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy hôm nay lại được nhìn thấy cô ấy, tôi bèn nhớ lại mình của khi xưa, vừa mới chân ướt chân giáo tiến vào đạo môn, còn chẳng hay biết trên thế gian này có tồn tại ma đạo. Khi ấy uy nhi còn là Phật gia của vương gia, còn tôi là con trai thứ hai nhà họ tạ bên sông Hoàng Hà. Muôn nghìn lời nói chẳng bằng một cái ôm, mọi lời giải thích dường như đều vô nghĩa. Ôm nhau thật lâu, lại lặng lẽ buông ra, anh không giận em đã lừa anh sao? Uy Nhi run giọng hỏi, anh vốn cho rằng mình sẽ hận em, ai mà ngờ được làm thế nào cũng chẳng hận nổi. Có lẽ, chỉ khi đứng trước mặt em anh mới là tạ lan, không phải ma đạo tổ sư. Sự xuất hiện của uy Nuy là một sự tính toán, nhưng việc tôi với Thủy Họa gặp nhau lẽ nào lại không phải là tính toán hay sao? Đây vốn không phải là vấn đề, mấu chốt là ở chỗ, chỉ khi đứng trước mặt uy nhuy tôi mới được làm tạ lan. Cờ chiêu hồn của ma đạo không phải ai cũng có thể gánh trên vai, bao nhiêu năm nay tôi âm thầm chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi kiên trì, không dám lơi lỏng một giây phút nào. Khi biết bản thân là đứa con của vận mệnh, là người cùng một mệnh với ma đạo tổ sư, tôi đã từng cam chịu từ bỏ chính mình, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của tạ lan, đồng nghĩa với việc trên thế gian này từ đầu đến cuối chỉ còn có một người là đạo tổ mà thôi. Sau đó, ngay cả khi tôi đã làm rõ sự thật, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một nút thắt không thể nào gỡ bỏ. Vận mệnh tính kế tôi, đạo tổ tính kế tôi, thời không quân cũng tính kế tôi, tạ lan tôi có tài đức gì khiến nhiều người phải tính toán như thế. Trước cánh cửa chúng sinh tôi đã đưa ra lựa chọn, không phải ma cũng chẳng phải đạo, khi ấy tôi nghĩ đến việc buông bỏ mọi gánh nặng. Đáng tiếc, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, tôi không thể để mặc cho thiên đạo hủy diệt hết thảy. Kể từ lúc trở thành ma đạo tổ sư đến nay, Thùy Hỏa đã thay đổi bao nhiêu thân phận, từ Hoàng Hà Nương Nương của ban đầu đến tướng phá quân của ma đạo, sau đó là tử thần minh giới, cuối cùng là tử thần thái sơ mang thân thể khôi cương của hôm nay. Thân phận của Nguyên Duệ cũng thay đổi rất nhiều, tiên tử của Côn Lôn, chiến thần huyền nữ, tiên đạo tổ sư, chủ nhân của thiên đình, rồi chiến thần thái cổ. Chỉ có tôi vẫn mãi là ma đạo tổ sư, vĩnh viễn không thể thoát khỏi số mệnh của mình. chương 1497, thoát khỏi vực sâu 2. Cho dù tôi có đem cờ chiêu hồn giao vào tay tạo ẩn, nhưng thứ được chuyển giao rốt cuộc cũng chỉ là danh phận nơi trần thế, mà thứ con bé phải gồng gánh cũng không phải cờ chiêu hồn thực sự. Có lẽ chỉ cần tôi hãy còn sống, Tôi sẽ mãi mãi gánh trên vai vận mệnh của ma đạo. Nếu như người xuất hiện ở đây ngày hôm nay là nữ đế, anh nhất định sẽ hận em. Thế nhưng, em không phải cô ấy, em cũng không dùng thân phận vận mệnh để đến gặp anh, thế nên anh không hận em. Ngược lại, anh còn muốn cảm ơn em nữa. Tôi nói, rất nhiều chuyện có phải anh đã biết rồi không? Uy Nhi hỏi, có vài chuyện vẫn chưa xác định, thế nhưng đại khái có thể đoán được. Huyền quan của anh là do em đưa cho khi còn ở nhà họ vương có đúng không? Đúng vậy. Em bỏ anh đi khi ở Hàn Hoang là bởi vì sứ mệnh đã kết thúc rồi. Đúng thế, sứ mệnh của em là mở ra số mệnh ma đạo tổ sư của anh. Vậy vì sao em còn gặp lại anh lúc ở U Minh Thần Điện? Uy Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi trong mắt anh, vận mệnh rốt cuộc là gì? Ẩn mình nơi U Minh, chủ nhân của chúng sinh, luân hồi chính là vận mệnh. Vận mệnh quả nên như vậy, nhưng em không phải vận mệnh thực sự em chẳng qua chỉ là một đạo huyễn ảnh do nó tạo ra trải qua vô số năm tháng mà dần dần hình thành linh thức em đã chán ngán vì thống trị chúng sinh cũng nhìn thấu tất thảy những hợp tan vui buồn thế gian đều là khổ ải em cũng muốn bản thân trải qua nỗi khổ một lần uy nhuy nói thế nên em đã dùng thân phận là phật gia của nhà họ vương để tiến vào luân hồi sao tôi hỏi khi xưa luân hồi là để chỉ dẫn anh không nghĩ tới bản thân lại vì vậy mà rơi vào tình kiếp em có từng hối hận không Trước kia chưa từng, nhưng bây giờ lại vô cùng hối hận. Vì sao chứ? Bởi vì nữ đế đã cùng với vận mệnh tương hợp, sứ mệnh của em cũng kết thúc rồi, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ chẳng còn có thể gặp lại nhau, trên thế gian này cũng sẽ chẳng còn em nữa. Em không nên dây dưa với anh, em vốn cho rằng anh sẽ nhanh chóng quên em đi, dù sao bên cạnh anh cũng còn có người khác, thế nhưng em lại chẳng ngờ rằng anh vẫn luôn nhớ đến em. Em không cần phải buồn vì điều này, lúc anh nhớ tới em cũng có đôi khi là nhớ về bản thân mình. Tôi nghĩ một hồi rồi nói, rất nhiều lúc chúng ta yêu một ai đó là bởi vì chúng ta yêu bản thân chính mình của khi ấy. Những lời muốn nói đều đã chút hết, tất thảy những nhân quả giữa tôi và Uy Nguy đều đã nói ra rồi. Tôi trả lại giọt lệ thuộc thiếu niên, Uy Nguy chặt đứt tình kiếp nơi hồng trần. Nữ đế cùng vận mệnh tương hợp, đã đến lúc tôi cũng phải quên đi hoàn toàn con người tạ lan của ngày xưa. Từ nay trở đi, trên thế giới sẽ không còn tạ lan, chỉ có ma đạo tổ sư có cần em phải giúp anh thoát khỏi vực sâu không uy nhuy hỏi không cần vậy thì tốt em sẽ đứng ở nơi này nhìn anh rời đi còn em thì sao em vốn luôn bị giam cầm ở nơi này vực sâu bị hủy em cũng không còn tồn tại nữa đi đi tạ lan người thân yêu của anh vẫn còn đang chờ đợi ở bên ngoài được tôi nhận lời bình tĩnh quay đi tay cầm thanh kiếm bị gãy một nửa chém về phía cuối vực sâu giây tiếp theo vực sâu sụp đổ Năng lượng hư không vô tận bắt đầu điên cuồng làm loạn. Tôi ngửa kiếm bay lên, vọt lên trời cao, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng như thuyết của uy nhuy dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất, mà vực sâu đã hoàn toàn sụp đổ, năng lượng hư không trôn vùi hết thảy mọi thứ. Tạm biệt, Phật gia. tạm biệt số kiếp hồng trần của vận mệnh, thoát khỏi vực sâu, tôi một lần nữa lại xuất hiện ở vùng đất hoang của thiên quốc. Cơ thể vừa ổn định, lập tức liền cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ chưa từng có thiên đạo cuối cùng cũng ra tay rồi. chương 1498, bốn trận sát kiếp một. Luồng sát khí này mạnh mẽ vô cùng, dường như không phải vì một mình tôi mà đến, lại giống như muốn xâm nhập cả vũ trụ. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, chỉ thấy có một vòng xoáy màu đen ở vị trí của mắt trận khổng lồ. Vòng xoáy thăm thăm sâu vô cùng, bên trong lóe lên vô vàn kim quang. Có tất cả bốn luồng sát khí đang nhắm vào tôi, mà mạnh nhất trong số đó đến từ kim quang trong vòng xoáy kia. Phải, đó chính là chân thân của Kim Mâu. Sau khi ảo ảnh do kim giáp cự nhân bị phá, chân thân của Kim Mâu liền xuất hiện trong hư không. Ngoại trừ sát khí nặng nề đến từ ngọn Kim Mâu do thiên đạo cầm ra, ba cỗ sát khí còn lại đến từ pháp thuật nhất khí hóa tam thanh của ông ta. Ở phía tây là đạo huyễn ảnh do thiên đạo hóa thành, trên người khoác áo trắng, tay cầm thần kiếm, ngưng tụ vô số kiếm ý. Cùng lúc này, ở phía bắc là đạo huyễn ảnh của thiên đạo khoác áo xanh ra trời, tay cầm quỷ kiếm, ngưng tụ vô số kiếm ý. Ở phía đông là huyện ảnh khoác một thân áo đen, tay cầm ma kiếm, ngưng tụ vô số kiếm ý. Mà nơi có ngọn kim mâu xuất hiện kia vừa hay chính là ở phía nam. Lúc này, bốn phương đông tây nam bắc sát khí bừng bừng, tất cả đều khóa chặt trên người tôi. Trong bốn cỗ sát khí thì kim mâu là nặng nề và khó đối địch nhất, tôi nhất định phải dốc hết sức lực để chống lại nói. Về phần ba cỗ còn lại, kể từ lúc thiên đạo hiện thân thì Thùy Hỏa đã sớm vung đao chém về phía phương tây, Mục tiêu của cô ấy là phân thần của thiên đạo kẻ đang cầm kiếm thần trên tay kia. Thủy hỏa phụ trách hướng tây, phá quân đánh về phía ma kiếm ở hướng đông. Tôi vốn cho rằng phương bắc sẽ chẳng có ai đứng ra chống lại, thế nhưng lại thấy hai thánh thú u Huỳnh Trúc chiếu gầm lên một tiếng, hóa thành hai luồng sáng đen trắng tấn công vị phân thần đang cầm thanh quỷ kiếm của thiên đạo. Thiên công địa kích, em Dương diệt tuyệt, giết. Trước khi phân thần của thiên đạo kịp bùng nổ, Thủy hỏa đã vùng vẩy đao minh hà xuất ra một chiêu tất sát khiến cho kẻ thù không thể không đón đỡ. Thần kiếm mù mịt, chẳng khác nào tiếng sấm vang lên giữa trời không vắng lặng. Thứ nó giỏi nhất là thi triển sức mạnh từ xa, một khi đã khóa chặt mục tiếc, dùng uy lực phân thần của thiên đạo, ngay cả thiên thạch cũng nổ tung trong nháy mắt. Thiên quốc đã trở thành một đống đổ nát, thiên đạo ra tay chẳng ngần ngại gì. Thùy Hòa hiểu rất rõ điều này, thế nên cô ấy mới lựa chọn điên cuồng tấn công. Đao Minh Hà xuất ra, ánh đao tỏa sáng muôn nghìn trường. Giữa đao quang trùng trùng, Thùy Hỏa hét lên một tiếng giận dữ, hiện hóa thân thể khôi cương. Thùy Hỏa trong thân thể khôi cương cao lớn vô cùng, giống như một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, khôi giáp màu đen của tử thần lấp la lấp lánh, chẳng khác nào một ngọn núi cao sừng sững mọc lên từ mặt đất. Đao Minh Hà trong tay vào lúc ánh đao lập lòe cũng lập tức hóa thành xích Bạch Minh Hà, quanh quẩn xung quanh cơ thể Thùy Hỏa. Sông nhỏ róc rách bao quanh núi đen, không ngừng xoay chuyển, chẳng khác nào một con rắn trắng đang liều mạng cắn nuốt đuôi mình, khiến người ta nhìn mà kinh sợ chẳng thể dùng lời để diễn tả. Biết rõ sự tàn khốc của trận đấu này, Thùy Hỏa vừa ra tay đã tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Kể từ khi rời khỏi thế giới Hy Di, Thùy Hỏa không chỉ làm chủ được toàn bộ bản năng chiến đấu của tử thần Thái Sơ mà còn nắm được ý nghĩ sâu xa huyền bí nhất của tử thần nhờ có ý chí của linh hồn các dũng sĩ sau khi thành công tiêu diệt binh ma. Sinh tử tồn vong vốn chẳng có danh giới, cốt lõi của tử thần không phải là cái chết mà là sự giết chóc. Lãng quên chỉ tượng trưng cho mặt nhân ái của tử thần, còn giết chóc mới là hình thái tàn khốc tột cùng nhất của tử thần. chương 1499, 4 trận sát kiếp 2 Thần kiếm phân thần của thiên đạo mạnh mẽ cỡ nào kia chứ, thủy họa xuất ra bao nhiêu đạo đao, hắn liền xuất ra bấy nhiêu đạo kiếm khí. Ánh đao trải khắp muôn ngàn dặm, kiếm khí rực rỡ tựa cầu vồng. Khi ánh đao và kiếm khí đan xen giao tranh, chém giết lẫn nhau rồi lần lượt thiêu đốt, toàn bộ bầu trời phía tây được đao kiếm bừng bừng chiếu sáng. Như thể ngàn vạn mặt trời trong nháy mắt nổ tung, tỏa ra vô số hào quang hủy diệt. Nguyên Duệ đứng ở nơi xa, lệnh cho đại quân thần giới một lần nữa rút lui, bản thân cô cũng không nhịn được phải nhắm chặt hai mắt, chỉ để lại hỗn độn thần nhãn hơi hơi mở ra. Đây chính là chương cuối của vũ trụ, cũng là một trận hủy diệt. Thiên đạo không có tư cách tham chiến, đạo tổ cũng đã tan thành cho bụi, ngay cả thần vương ma đế cũng chỉ có thể khoanh tay thở dài bất lực. Chỉ có đấng trí tôn mới có thể sống sót dưới muôn nghìn ánh hào quang hủy diệt như vậy trong lòng nguyên duệ dâng lên một nỗi sợ không tên sau đó nghiến răng mở mắt nhìn về phía trận chiến đang diễn ra ở phía đông phía đông là chỗ của vị phân thần thiên đạo cầm thanh ma kiếm ma kiếm cuồn cuộn đã xuất ra không thể nào rút lại thiên đạo đồng thời làm chủ cả hai đạo kiếm ý hỗn độn và thái sơ kiếm ý ma kiếm do ông ta chém ra còn hung mãnh điên cuồng hơn vô số kiếm ý cuồn cuộn giống như sông lớn vỡ đê như một con rồng giận dữ lao ra khỏi biển cả tôi đã từng dùng kiếm khí hóa rồng dựa vào vô số dòng chảy kiếm khí để hóa thành một con rồng khổng lồ, mà kiếm khí của thiên đạo thì, mỗi một đạo đều mang dáng dấp của cự long. Kiếm khí vần quanh chẳng khác nào quần long hội tụ, thì nhau cưới mây. Khí thế hung mãnh rừng ấy, thử hỏi trong vũ trụ hư không còn có ai dám trực tiếp khiêu khích huy nghiêm của rồng. Thiên địa giao tranh, em mờ dương lưỡng đoạn, chiến, phá quân gầm lên một tiếng, thân hình vững như bàn thạch không hề suy chuyển, lưỡng đoạn đao trong tay dùng sức càn quét phía trước, ánh đao như cánh quạt trong nháy mắt chém vào giữa bầy rồng do kiếm khí ngưng tụ. Lúc này biển kiếm của thiên đạo đã sớm thành hình, kiếm khí cùng long lực mạnh mẽ bùng nổ, sóng lớn cuồn cuộn trong biển kiếm, dường như có thể nuốt sạch tất cả, quét sạch vạn vật. Tuy nhiên, đúng lúc lưỡng đoạn đao trong tay phá quân xuất ra, không gian trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Màn đêm buông xuống mặt đất, ban ngày xuất hiện trên bầu trời. Trắng đen luân phiên thay thế, một ánh đao rực rỡ xuất hiện làm rung chuyển cả đất trời phá quân dùng trời làm dương đao để chặt chém long uy lại dùng mặt đất làm âm đao để quậy tung biển kiếm thời khắc hai đao âm dương hợp lại làm một bầy rồng gầm lên thảm thiết biển kiếm ầm ầm sôi sục giết phá vỡ thế của ma kiếm chỉ bằng một đao phá quân lại gầm lên một lần nữa nhấc đao chém về phía phân thần của thiên đạo giáp lá cả chiến đấu với hắn ta sự điên cuồng của ma kiếm gặp phải một phá quân thể chết không sơn, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành đao kiếm giao tranh tạo ra một trận thảm khốc nhất trên bầu trời vạn cổ này. Phân thần của thiên đạo không ngừng suy yếu, mà vết nứt trên thân thể phá quân càng lúc càng dày đặc, chẳng khác nào một viên ngọc vỡ. So sánh hai thế trận ở phía đông và phía tây, trận chiến ở phía đông càng thêm khó bể phân biệt. Quỷ kiếm âm u, khó lòng đoán được, bóng đêm vô tận bao trùm cả phía bắc, chẳng biết thiên đạo ở nơi nào. Hai chùm ánh sáng đen trắng lao vào trong màn đêm, trúc chiếu bắt đầu soi dọi ánh sáng, U Huỳnh cũng bắt đầu nhai nuốt bóng tối. Thế giới cổ xưa có vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Trúc Chiếu. U Huỳnh tách rời thế giới bên ngoài, Trúc Chiếu khai mở ánh sáng. Khi hai thánh thú đồng thanh gầm lên, màn đêm đông đặc dường như dần dần tan ra. Cuối cùng hình thành một vòng xoáy đen ngòm khổng lồ tiên thiên lưỡng nghi thái cực đồ. Chương 1500, Thiên đạo xuất chiến. Cuối cùng, Nguyên Duệ chuyển toàn bộ ánh mắt về phía nam của bầu trời, đây là chiến trường chính nơi diễn ra trận chiến giữa tôi và Thiên đạo lốc xoáy đen ngòm trên bầu trời phía nam vẫn đang điên cuồng xoay vòng, kim quang phía bên trong ngày càng sáng rực. Cuối cùng, khi kim quang trói lóa đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng vào nó nữa, mũi thương hoàng kim hiện ra từ đáy lốc xoáy. Lúc nhìn chằm chằm vào ngọn thương hoàng kim, cảm giác đầu tiên mà người ta cảm nhận được chính là sự trang trọng. Trong vũ trụ chưa bao giờ có vũ khí quý giá như vậy, so sánh với nó, thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ trong tay tôi lại giống như một món đồ chơi của trẻ con hơn bao giờ hết kiếm tuy vô cùng vĩ đại nhưng nó cũng có khuyết điểm của riêng mình bởi vì sức mạnh của thanh kiếm không thể tách rời khỏi người cầm kiếm mà ngọn thương hoàng kim trước mặt lại có sức mạnh hủy diệt vạn vật tôi thực sự không thể tưởng tượng được đến cùng thì loại người nào lại có tư cách sử dụng vũ khí quý trọng như vậy xuyên thấu đất trời phá vỡ mọi thứ vòng xoáy đen tối quay với tốc độ ngày một chậm dần sát ý bao trùm khoảng trời phương nam càng ngày càng nghiêm trọng kim quang càng trở nên đáng sợ trói mắt áp đảo mọi thứ thân của ngọn thương hoàng kim bắt đầu xuất hiện từng chút một xuyên ra khỏi lốc xoáy mũi thương luôn nhắm vào tôi mặc dù chuyển động rất chậm nhưng lại cho tôi cảm giác như không thể trốn thoát đối mặt với vũ khí hạng nặng như vậy tôi lại có thể trốn đi đâu chạy trốn vào hư không hư không dễ bị xé toạc như tờ giấy trốn vào dòng sông thời không ngọn giáo này có thể đâm xuyên qua vạn cổ vĩnh hằng nó giống như một vật nhọn đâm xuyên có thể xuyên thủng từ thời cổ xưa đến bây giờ cây thương này hoàn toàn không phải là sản phẩm của thế giới chúng ta bởi vì nó đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của quy luật đất trời khi ngọn thương dần dần xuất hiện rõ nét một người khổng lồ mặc chiến giáp hoàng kim bước ra khỏi lốc xoáy hắc ám ngay khi người khổng lồ xuất hiện không gian xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn ông ta trên đầu đeo một mặt nạ hoàng kim người mang một bộ giáp phù văn hoàng kim khắc hình mặt trời mặt trăng cùng các vì sao chiếc gương hộ tâm trên ngực phản chiếu thần quang khắp vũ trụ bao la đây là vị thiên sứ hoàng kim trên lưng còn mọc một đôi cánh hoàng kim đôi cánh khổng lồ sải rộng che phủ một khoảng trời bóng dáng hùng vĩ đứng đó như thể có thể mãi đứng vững vàng như vậy cho đến ngày tận thế thời gian không thể làm lu mờ thần quang của người khổng lồ không gian cũng không thể tiêu diệt được thần uy của người khổng lồ trên người ông ta đã tập hợp tất cả sự kính trọng của chúng sinh cũng hội tụ cả sự sợ hãi từ chúng sinh khi bóng người này xuất hiện Vô số ngôi sao trong khoảng hư không vũ trụ đã tự hạn chế đi ánh sáng phát ra từ trên người chúng, thiên hà trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Không biết có bao nhiêu cao thủ trí tôn sợ hãi nhìn chằm chằm về nơi này, cuối cùng không cam lòng bày tỏ sự đầu hàng, chậm rãi quỳ xuống. Sức ảnh hưởng không chỉ ở trong hư không của vũ trụ mà còn ảnh hưởng đến tam giới nhân gian. Chỉ cần thần niệm của kẻ khổng lồ hướng về nơi nào, tất cả chúng sinh nơi ấy đều phải đầu hàng, mà những ai không chịu đầu hàng sẽ phải gánh chịu sự hận thù và lời nguyền của gã khổng lồ này trên đỉnh thánh ma sơn tạo uẩn phun ra một ngụm máu tươi từ trên đỉnh núi rơi xuống mvp vội vàng đỡ cô dậy nhưng không thể giúp cô cầm lấy dòng máu đang không ngừng trào ra dưới đáy đại dương ngạo phong phát ra một tiếng gầm buồn bà của rồng nước biển bị nhuộm đỏ bởi máu rồng ở chiến trường cổ vạn thú mặt đất đột nhiên nổ tung từng dòng máu chảy ra đây là máu của kỳ lân nguyên phượng kêu thảm thiết trên bầu trời máu của nó biến thành cầu lửa từ trên trời rơi xuống một cách bất ngờ vô số đệ tử ma đạo kinh ngạc hoảng sợ, lồng ngực co rút, đau đớn kịch liệt, quỳ trên mặt đất, liều mạng kéo toạc những mảng tóc. Trong lòng đau đớn không chịu nổi, thất khiếu chảy ra máu đỏ. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? MVP nghiến răng nghiến lợi nuốt một ngụm máu, lớn tiếng hỏi. Thiên đao tham chiến rồi, tạo ẩn đáp, nơi cực hàn cửu u, thần điện u minh, cùng với sự xuất hiện của hình thái chiến đấu của thiên đạo, nữ đế cùng từ trong đại trận lục đạo luân hồi mà văng khỏi. Chỉ trong chốc lát, nước sông vong xuyên dâng cao, các linh hồn trong sông phát ra những tiếng kêu khóc thảm thiết, ở trên cầu nại hà, mạnh bà vô cớ mất kiểm soát và rơi thẳng xuống sông. Ngay khi thân hình của bà ta sắp bị nước sông nhấn chìm, nữ đế đã chìa một cánh tay về phía sông vong xuyên, kéo mạnh bà thiên tôn lên đến trước mặt bà. Sấm rền liên hồi, xuyên thủng bầu trời đen tối của MT. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đá tam sinh đã vỡ nát, những bông hoa bị ngạn bên bờ sông vong xuyên bắt đầu cháy rụi, cả hoa và lá đồng thời xuất hiện. 18 tầng địa ngục nối đuôi nhau lần lượt sụp đổ, cuối cùng đổ dạp thành một không gian tà ác bị bóp méo, hòa thành một với huyết hải phù đồ, làm dung chuyển nền tảng của MT. Thành phong đồ bắt đầu dung chuyển, thập điện Diêm Vương hoảng sợ chạy trốn khỏi điện Diêm Vương, phán quan bị gãy hết bút, sổ sinh tử biến thành giấy vụn. Chỉ một luồng thần niệm của thiên đạo quét qua, hơn một nửa MT đã bị phá hủy. Nữ đế bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh bà thiên tôn sợ hãi hỏi ông ta tham chiến rồi nữ đế đáp lời với dáng vẻ bình tĩnh như vốn có nhưng vết máu còn chưa lau sạch trên khóe miệng đã bán đứng bà ấy ai cơ thiên đạo vùng trời chín vạn dặm gió trời lồng lộng côn bằng giang rộng đôi cánh cõng trên lưng bốn ngàn vạn dũng sĩ nhân gian bay hết tốc lực đến thiên đạo tri quốc lúc này đây tạ lưu vân tử dục nữ đế khương thuyết dương liễu chi nhung tây vương mẫu địa tạng vương thiên tông cùng các cao thủ khác từ tam giới đã gia nhập cùng nam hoa chân nhân tập hợp lại trên lưng của côn bằng. Thiên hà là sự vĩnh cửu, việc du hành xuyên qua nó khiến bốn ngàn vạn dũng sĩ cảm thấy sự hào hứng vô hạn. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên, cho dù thiên uy là bất tận thì đã làm sao, chúng ta đoàn kết lại cùng nhau chống lại nó. Có tiên tử trên thiên đường nhảy múa duyên dáng, lại có kiếm sĩ nhân gian luận kiếm, đệ tử ma đạo uống rượu trò chuyện. Lưng côn bằng như nơi diễn ra yến tiệc tam giới nhân gian Trước đây, thế lực tam giới tương khắc như nước với lửa ai có thể đoán được sẽ có một khung cảnh như hiện giờ tuy biết rằng đây có thể là lần cuồng hoang cuối cùng nhưng tạ lưu vân khương tuyết dương và những người khác cũng mỉm cười vui vẻ chung vui cùng mọi người ngay cả nam hoa chân nhân vốn không hay cười cũng thổi một khúc sáo đột nhiên côn bằng dung chuyển dữ dội đôi cánh khổng lồ của nó run rẩy không ngừng bốn ngàn vạn dũng dĩ nhân gian hoảng sợ và vội vàng túm lấy lưng côn bằng tìm chỗ trụ vững tuy nhiên một nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn đã ập tới tiếp sau đó một nỗi sợ hãi ngột ngạt quét qua cơ thể và tâm trí. Những người có tu vi giác ngộ cao sẽ cảm thấy chán nản và nôn ra máu, trong khi những người có tu vi thấp mặc cho những người xung quanh có kéo lấy cũng sẽ nhảy xuống khỏi lưng côn bằng. Chỉ trong chốc lát, hàng vạn người rơi vào khoảng hư không tối tăm, thân tử đạo tiêu. Ý chí của côn bằng mạnh mẽ đến mức nào, mà ngay cả nó cũng không thể kìm nén được Tạ Lưu Vân rút ra kiếm lục nhậm em mơ dương, tử dục nữ đế suy đoán từ tử vi tinh bàn. Không kịp đợi kiếm pháp thi triển, Tạ Lưu Vân đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nữ đế cũng gần như cùng lúc phun máu lên tử vi tinh bàn. Nam Hoa chân nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Dương nghiến răng nghiến lợi, chấn định bản thân hỏi. Nam Hoa nhìn chằm chằm vào mảng hư không phía trước mặt, gặng từng chữ từng chữ nói, thiên đạo, tham chiến rồi. Chương 1501, trận chiến điên cuồng. Thiên đạo xuất hiện dưới hình dạng của một gã khổng lồ mặc giáp hoàng kim, đồng thời ở các hướng đông, Tây và Bắc của bầu trời với phương thức nhất khí hóa tam thanh mà triệu hồi phân thần của mình. Trong một thời gian, tôi, Thùy Hỏa, phá quân cùng hai đại thánh thú đều bị vây trong một trận chiến khắc nghiệt, trong đó, tình thế chiến đấu mà tôi đang đối mặt là hung hiểm nhất, bởi vì tôi đang đối mặt trực diện với ngọn thương Hoàng Kim. Hoàng Kim cự nhân là bổn tôn thực sự của thiên đạo và cũng là mặt mạnh nhất của ông ta. Thiên đạo dùng thần niệm quét khắp tận cùng đất trời vĩnh hằng, đối với tất cả chúng sinh mà nói, những luồng thần niệm đó của thiên đạo vừa là lời cảnh báo cũng vừa là lời nguyền rùa. Ông ta đang cảnh báo các tay cao thủ trí tôn vũ trụ đang sẵn sàng hành động, không được can thiệp vào cuộc chiến của ông ta, đồng thời ông ta cũng đang nguyền rủa những chúng sinh đang muốn đối nghịch lại với ông ta. Thiên uy dồn dập, không ai là kẻ ngoài cuộc khi đã bị thần niệm của thiên đạo quét qua. Mạnh mẽ như cửu thiên côn bằng, cũng phải tạm thời giảm tốc độ bay, khiến nam hoa chân nhân rối loạn đạo tâm của mình. Sau khi phóng thích thiên uy của mình, Thiên đạo thu hồi thần niệm và tập trung toàn bộ sát ý lên trên người tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình vừa ăn một đòn chí mạng vậy, thần trí lơ đánh. Tôi liều mạng vung vẩy thanh kiếm gãy trong tay, giải phóng vô số năng lượng kiếm khí hỗn loạn, cùng lúc đó, trái tim thất khiếu linh lung cũng bắt đầu đập dữ dội, cố gắng ổn định kiếm tâm đang bị thiên đạo thao túng nhằm làm xáo trộn. Ác niệm cùng sát ý của thiên đạo khiến tâm hồn tôi hoảng loạn và kiếm tâm dao động. Mà cuộc phản công của tôi lại càng khiến kiếm khí hỗn loạn càng trở nên hung bạo hơn nhằm chút bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng. Sử dụng sự hỗn loạn và điên rồ để đấu lại nỗi sợ hãi và lo lắng. Đây là bản năng của con người, từ cổ trí kim nó đã là bản năng sinh tồn của con người. Sở dĩ người ta phát điên là vì họ đã trải qua những điều không thể chấp nhận được cũng không thể đối mặt với chúng và chỉ có cách phát điên lên. Giữa sự hỗn loạn vô tận của kiếm khí, tam kiếm thái cổ đã hòa vào nhau. Trong biển kiếm, ba con kiếm khí cự long hung bạo bay ra. Con màu đen tượng trưng cho Ma kiếm, con màu xanh dương tượng trưng cho Quỷ kiếm và con màu vàng tượng trưng cho Thần kiếm. Ba con cự long đồng loạt gầm lên và bay về phía gã khổng lồ Hoàng Kim. Thần kiếm cự long đến trước, con rồng gầm lên, há miệng cắn vào mệnh môn của gã khổng lồ Hoàng Kim. Thiên đạo nhẹ nhàng phát ra mệnh lệnh, trước khi con rồng kịp đến gần, ông ta đột nhiên rút cây thương Hoàng Kim của mình ra và đâm vào miệng cùng bụng của Thần kiếm cự long. Chỉ cần nghe thấy một chấn động đất lớn, Thần kiếm cự long lập tức vỡ tan. Kiếm khí vỡ tung làm dung chuyển không gian. Thần kiếm Cự Long bị giết, mà kiếm Cự Long và quỷ kiếm Cự Long mỗi con đều phát ra một tiếng thét thê lương, mỗi con từ hai bên trái phải xé toạc đôi cánh của gã khổng lồ Hoàng Kim do Thiên Đạo hóa thành. Tuy nhiên, chúng đã đánh giá thấp tốc độ của Thiên Đạo, càng đánh giá thấp sức mạnh của Thiên Đạo. Gã khổng lồ Hoàng Kim dùng sức lắc đôi cánh của mình, trực tiếp hạ gục hai con cự long. Cự long mất kiểm soát và trước khi kịp lấy lại thăng bằng, ngọn thương Hoàng Kim lại từ trên trời giáng xuống một nhát thương đã xuyên qua đầu của con quỷ kiếm cự long lại thêm một chiêu đã đánh bại thân rồng của ma kiếm cự long ba con cự long này mang theo kiếm ý điên cuồng nhất của tôi chúng được sinh ra trong kiếm hải hỗn loạn và đại diện cho thành tựu cao nhất của tôi về kiếm đạo thật không nó dễ dàng bị thiên đạo phá hủy chỉ bằng cái búng tay nhưng mà sự sợ hãi lớn nhất đã đem đến sự điên cuồng nhất cho tôi tôi vùng thanh kiếm gãy một nửa và đâm vào tim mình trái tim thất khiếu linh lung tượng trưng cho bảy tội lỗi chết người của tâm ma trong lòng. Nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, bạo lực, phẫn nộ, hận thù và ngạo mạn. Nó cũng tương ứng với hy vọng, kiên định, lòng chắc ẩn, sự tập trung, tình yêu, sự bình tĩnh và phẩm giá. Từ xưa đến nay, sở dĩ tôi có thể giữ được tâm thái không loạn trên chặng đường dài đằng đẵng đều là nhờ việc sở hữu trái tim thất khiếu linh lung, hiểu rõ được bảy loại tội lỗi của tâm ma. Vậy nên, kiêm hà có thể hóa thành, ngạo long có thể đoa ma, Tuy hòa có thể quên đi tất cả về bản thân, chỉ duy nhất tôi có thể nhớ được mình là ai, lại đang gánh vác trách nhiệm như thế nào. Nhưng bây giờ, không đọa ma thì không thể sống. Đối mặt với nỗi sợ hãi mà Thiên Đạo ban tặng, tôi không thể chịu đựng được, cũng không thể chịu đựng được trong chốc lát, chỉ có cách bộc lộ phần điên rồ nhất của mình thì mới có thể đối kháng lại với nó. Thanh kiếm gãy nửa xuyên qua trái tim thất khiếu linh lung, toàn bộ dòng máu nóng đang chảy trong tim đều nhanh chóng bị thanh kiếm hấp thụ. Khi tôi rút thanh kiếm ra khỏi tim, mắt tôi đỏ ngầu và mọi lý trí cũng đều biến mất khoảng không gian mà thiên đạo ban cho tôi biến mất ngay lập tức trong mắt tôi xuất hiện ma ý ngút trời giải phóng sự điên rồ và phá hủy mọi thứ đạo cao một thước ma cao một trường cảm xúc không tồn tại lý trí không tồn tại con người cũng không tồn tại và trái tim trở nên trống rỗng chỉ có chiến đấu một cơn đói khát và tinh thần chiến đấu từ sâu thẳm tâm hồn khiến tôi phát điên và không thể kiềm chế được bản thân thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ đã hút hết tinh hoa và máu huyết trong lòng tôi bắt đầu gào lên phấn khích. Khoảnh khắc chiến ý bộc phát, pháp tướng kiếm khí hỗn loạn đã hình thành. Thiên đạo cao bao nhiêu, tôi cũng cao lên bằng bấy nhiêu. Giống như sát ý của ngọn thương hoàng kim dày đặc đến thế nào, thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ cũng dày đặc như thế ấy. Đã từng du hành ba ngàn dặm bằng cơ thể này và một kiếm đã cản bước ngàn vạn binh đoàn. Giờ đây, nửa thanh kiếm bị gãy đã quay trở lại, khơi dậy sự hưng phấn chiến đấu. Giết! Tôi bay lên trời với tinh thần chiến đấu cuồng loạn vô tận và dùng kiếm chém vào gã khổng lồ Hoàng Kim. Gã khổng lồ Hoàng Kim khịt mũi lạnh lùng, cầm ngọn thương Hoàng Kim và tấn công thanh kiếm gãy của tôi. Một là vũ khí mạnh mẽ đến từ vũ trụ bên ngoài, còn một là thanh sát kiếm nắm bắt toàn bộ tạo hóa của quy luật trời đất. Ngay khi ngọn thương Hoàng Kim cùng thanh kiếm gãy vạn thiên sấm ngữ và chạm dữ dội đã tạo một tiếng vang chấn động cả bầu trời vạn cổ. Không gian vỡ nát đã không còn có thể diễn tả được sức mạnh hủy diệt của hai cỗ thần binh trận chiến ngày hôm nay đã định sẵn sẽ vang vọng khắp các thời đại, cho dù có vô số ngàn năm sau đi chăng nữa, vẫn sẽ nghe được tiếng ngân vang của hai đại thần binh này. Bầu trời tan vỡ, tình hình chiến đấu ở phía Bắc, phía Tây và phía Đông đều rơi vào sự bế tắc. Nguyên Duệ nhắm con mắt dọc ở huyệt thần đình, ngay cả Nam Hoa chân Nhân, người đang ở xa hàng ngàn dặm cũng phải loạn đi đạo tâm của bản thân. Trong trận chiến này, chư thần không thể nhìn, tiên ma cũng không thể nhìn thấy. Tôi giao chiến với thiên đạo, từ lần đầu chạm trán đã tiến vào trạng thái chém giết điên cuồng vô tận. Không thể dừng lại, trừ khi có một người bị đánh bại. chương 1502, Đạo Pháp mạnh nhất. Trận chiến của tôi với thiên đạo khiến thời gian dừng lại, khiến tình hình chiến sự ở phía đông, phía tây và phía bắc rơi vào trạng thái ngưng động. Bạch Thủy Hắc Phong mà Thủy Hỏa Hóa Thành cũng đứng im bất động. Sau khi đào em mờ dương lương đoạn của phá quân chọc thủng âm dương, chúng không còn tiếp tục dây dưa với phân thần ma kiếm của thiên đạo nữa. Thái cực đồ do U Huỳnh cùng chúc Chiếu hóa thành cũng dừng xoay vòng, không còn tiếp tục nuốt chửng kiếm ý từ phân thần quỷ kiếm của thiên đạo nữa. Thân là cốt lõi của trận chiến, tôi và thiên đạo được bao quanh bởi hàng triệu tia cực quang, mỗi khi vũ khí va chạm, đều nổ ra vô vàn tia sáng hủy diệt. Kể từ khi ma đạo được sinh ra, thì thiên đạo đã bị xem như kẻ địch của tất cả chúng sinh. Giáo lý ma đạo dạy rằng chúng sinh đều bình đẳng, hữu giáo vô loài nên đã kéo thiên đạo cao cao tại thượng xuống ngang vai, ngang vế. Đáng tiếc, mà đạo tổ sư căn bản không thể tính hay bằng thiên đạo, cho dù có liên thủ với vận mệnh cũng cuối cùng cũng phải thảm hại rời khỏi chiến trường. Thậm chí, cả đời ông ấy cũng không có tư cách đối kháng với thiên đạo. Tôi của hôm nay đã được thừa hưởng sự ban phát từ vận mệnh, cơ duyên từ đạo tổ, tạo hóa của thời gian và không gian, cuối cùng đã đến được trước mặt thiên đạo và sử dụng chiến ý điên cuồng nhất để thách thức sức mạnh của thiên đạo. Tôi nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, luôn tay chém kiếm về phía kẻ khổng lồ hoàng kim. Gã khổng lồ hoàng kim múa cây thương hạng nặng trên tay, hết lần này đến lần khác tấn công tôi bằng những đòn chí mạng. Khi trận chiến đạt đến cấp độ này, đã không còn cá nhân và không có kỹ năng nào có thể đem ra bàn luận nữa. Ông ta có thiên uy, còn tôi có sự hỗn loạn và điên loạn. Trận chiến không phải là không có hồi kết, theo dòng năng lượng điên cuồng phóng thích ra ngoài, sự kiệt quệ thần niệm bắt đầu dần dần tăng lên. Ánh sáng của chiến giáp hoàng kim của thiên đạo dần trở nên mờ nhạt, thân kiếm của tôi cũng đầy những vết nứt sự điên cuồng trong mắt tôi cũng bắt đầu yếu đi. Cuối cùng, sau khi lần nữa dốc toàn lực chiến đấu, tôi và thiên đạo cùng lúc dội ra lại. Lần này chúng tôi tách ra, không tiếp tục tấn công. Im lặng, chết chóc, tôi đang thích lũy sức mạnh, thiên đạo cũng vậy. Sức lực sắp đến giới hạn, vậy thì trận đấu tiếp theo đây nhất định phải là một đòn sinh tử. Tôi lau đi vết máu ở khóe miệng, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, thiên đạo cởi chiếc mặt nạ hoàng kim nặng trịch ra, lộ ra bộ dạng thật của mình đây là một khuôn mặt không thể diễn tả bằng lời mãi mãi xa lạ sự thờ ơ trong đôi mắt còn tệ hơn cả khi thùy hòa quên hết mọi thứ chứa đầy sự khuôn mẫu về sinh mệnh không còn nghi ngờ gì nữa đây lại là một khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo khác cố gắng hết sức để tạo tác ra nhưng lại không có bất kỳ chút biểu cảm nào dù có đánh nhau với tôi kịch liệt đến như vậy ánh mắt của thiên đạo vẫn lạnh lùng như tinh thể băng tạ lan ta vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ phạm sai lầm cho đến khi ngươi xuất hiện lẽ ra ta nên giết ngươi từ trước đó rồi chứ không phải chờ đợi ngươi có đủ năng lực xuất hiện trước mặt ta tại sao ngươi lại phạm sai lầm này tôi hỏi ta tò mò về thế giới tương lai ở bên trong huyền quan của ngươi ta muốn biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào nếu ngươi ở vị trí của ta sự thật đã chứng minh ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn đấu tranh không ngừng giết chóc không ngừng nhỉ ta sẽ không mang lại hòa bình vĩnh hằng cho tương lai chúng sinh vẫn sẽ phải hứng chịu chiến tranh và giết chóc không ngừng nếu ngươi đã không thể lựa chọn vì sao lại còn chống lại ta thiên đạo hỏi trái tim là trái tim của khán giả con người chỉ là nhân vật trong trò chơi nếu ta đã sinh ra giữa đất trời này thì nên có nghĩa vụ phải bảo vệ thế giới này nhưng làm như vậy lại mang lại ý nghĩa gì chứ ngươi nên hiểu rằng chỉ có hư không mới là sự vĩnh hằng thực sự với ta mà nói thì hư không chẳng phải sự vĩnh hằng mà là tình yêu tôi đưa mắt nhìn người yêu ở phía xa rồi nhẹ nhàng đáp tình yêu là gì Tình yêu có nghĩa là khi người đó ở dưới nước, bạn vẫn muốn theo người ấy xuống nước dù bạn không biết bơi. Khi người đó ở trong lửa, dù thân thể đau đớn cho cháy xém, thì bạn cũng sẵn sàng làm con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tình yêu là sự hy sinh và kiên nhẫn. Đó là sự quên mình, cũng là sự tự trọng cùng yêu bản thân mình, bởi khi bạn muốn yêu thương người khác thì trước tiên phải học cách yêu thương bản thân thật tốt. Đối với những người đang yêu, những vì sao trở nên dịu dàng và băng tuyết sẽ tan chảy ra tình yêu là cơn mưa phùn tháng ba tình yêu là cơn gió thu thổi qua cánh đồng lúa mì nếu nói hư không là điểm kết thúc của mọi thứ vậy thì có được tình yêu sẽ có được những khả năng vô tận cũng giống như tôi của ngày hôm nay rõ ràng là điên cuồng đến cực điểm ngay cả trái tim duy nhất cũng bị một thanh kiếm gãy phá tan nát nhưng chỉ cần tôi quay đầu nhìn lại người mình yêu tôi sẽ trở nên bình tĩnh hơn nếu trời có tình cảm thì cũng sẽ giả đi điều duy nhất ta không thể học được trong cuộc đời này chính là học cách yêu người khác thiên đạo nói vậy nên chúng ta định sẵn là sẽ khác biệt đánh thôi được khi bắt đầu trận chiến cuối cùng thiên đạo đã thu lại ba phân thần của mình cùng với sự trở về vị trí của ba phân thần bộ chiến giáp hoàng kim trên người thiên đạo lại trở nên sáng bóng và trói mắt cực kỳ những thần niệm bị tiêu hao trong trận chiến nay lại trở nên dồi dào như trước sát khí của ngọn thương hoàng kim lần nữa được bộc phát sức chiến đấu của thiên đạo trở lại trạng thái đỉnh cao tốt hơn nhiều so với trước đó trận chiến vừa rồi giữa tôi và ông ta đã là một cuộc rằng co không cân sức chỉ dựa vào sự hỗn loạn và điên cuồng vô tận để đối kháng bây giờ sức chiến đấu của thiên đạo đã được tăng lên tôi đương nhiên sẽ không đủ sức để đấu tay đôi được nữa tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại tôi không còn cảm giác sợ hãi ban đầu khi đối mặt với ông ta nữa bởi vì tôi biết rằng trong thế giới của chúng tôi thiên đạo đang chiến đấu một mình mà tôi thì không phải thiên sung địa kích âm dương tuyệt diệt thùy họa đọc sấm ngữ và đứng ngay phía sau lưng tôi Phá Quân cũng theo sát phía sau và đến bên cạnh tôi. Hai người họ mỗi người giơ tay không lên và truyền hai dòng thần niệm vào cơ thể tôi. Có lần tôi hỏi Thùy Họa rằng thao đao âm dương tuyệt diệt của cô ấy mạnh hơn hay thanh đao âm dương lưỡng đoạn của Phá Quân mạnh hơn. Thùy Họa nói với tôi rằng đao của hai người họ không thể xem là mạnh nhất. Tôi nương theo mà hỏi cô ấy vậy thanh đao mạnh nhất là gì. Sau đó, Thùy Họa nói với tôi tám từ: Nhất đao lưỡng đoạn, âm dương câu diệt, chương 1503, Chu Tước hiện thân. Nhờ thần niệm của Thủy Hỏa và Phá Quân tiến vào, huyền quan của tôi lại một lần nữa phát sinh sự biến đổi mới. Kiếm là vua của các loại binh khí, tuy là binh khí giết người nhưng so với những loại binh khí khác nó lại mang phong thái quân tử. Đao thì khác, đao là bá vương của các loại vũ khí, sát khí cũng vô cùng hung hãn. Sát ý từ huyền quan đã cho tôi thêm linh cảm kiếm ý. Lúc này linh cảm của tôi đang cạn dần, nhưng khi hai luồng sát ý mới tiến vào, huyền quan lại có được kiếm ý vô biên thiên địa giao tranh, M Dương phân tách, thiên địa va chạm, M Dương tuyệt diệt. Việc đưa hai luồng sát ý mạnh nhất vạn cổ hư không tiến vào, giúp cho huyền quan của tôi hóa ra kiếm ý mạnh mẽ nhất. Kiếm ý vô tận, hội tụ về trung tâm huyền quan của tôi, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tăng tốc, tạo ra bão kiếm khí hỗn độn tỏa ra xung quanh. Bầu trời trong xanh, đồng cỏ minh mông, mặt đấy một mảng u ám tối tăm. Tinh đầu mờ dần, chúng sinh quy phục, sức sống tàn lụi, vạn vật không còn màu sắc thiên địa canh kim, cội nguồn vạn kiếm. Năng lượng của tiên thiên canh kim được sinh ra từ vòng xoáy, hóa thành kiếm khí, phóng thẳng về phía cửu thiên. Kiếm khí tựa cầu vòng chạm tới bầu trời trong huyền quan rồi nhanh chóng quay trở lại, du hành khắp bát cực. Khi kiếm khí nuốt chừng toàn bộ năng lượng của canh kim ở huyền quan của tôi, nó quay trở lại vòng xoáy kiếm khí ở trung tâm huyền quan, hóa thành kiếm hoàn hình tim. Kiếm hoàn, hình là đạn, ý là kiếm, cắt sắt như chém bùn, mềm mại uốn lượn. Kiếm hoàn có hình tim là vì thất xảo linh lung tâm của tôi đã bị phá vỡ, và sự xuất hiện của kiếm hoàn này là để thay thế nó, trở thành kiếm tâm. Kiếm hoàn thoát khỏi huyền quan, trở về trong tái tim. Ngay lập tức, kiếm ý vô tận chuyên vào thân kiếm của tôi. Thiên đạo thu hồi tam đại phân thần, chiến lực trở về đỉnh cao, mạnh mẽ vô cùng. Giết, giết, thiên đạo và tôi đồng thời hét lớn, kiếm gãy cùng kim mâu lại chạm nhau lần nữa. Tinh tú mở ảo, nhật nguyệt vô quang, không gian như thủy triều, từng chút vỡ vụn và mờ nhạt tạo thành hố đen vực sâu có thể nuốt chửng mọi thứ ngay giữa trận chiến ngay khi lỗ đen vực thẳng vừa được tạo ra thiên đạo và tôi cùng lúc rơi vào trong đó cấp độ chiến đấu này đã không còn cách nào để chúng sinh nhìn thấy quy luật thiên địa cũng không thể chịu được chiến trường cuối cùng của chúng tôi chỉ có thể là ở nơi hố đen vực thẳng hố đen vực thẳng là lỗ hổng vũ trụ không bị quy luật thiên địa kiểm soát sau khi tôi và thiên đạo rơi vào bên trong chúng tôi tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài Cả vận mệnh, thời không, quy luật thiên địa đều không cách nào nhìn rõ được trận chiến của chúng tôi. Kết quả không ai biết, hoàn toàn nằm ở ngoài bàn cờ. Bóng tối vô tận bao quanh tôi. Phía xa, kim giáp của thiên đạo bắt đầu bốc cháy, rực sáng như ngọn đuốc. Tôi được bao quanh bởi kiếm khí hỗn độn, tỏa ra ánh sáng thất sắc. Kiếm hoàn thay thế cho thất xảo linh lung tâm, và kiếm khí của tôi cũng mang bảy màu, giống như ánh sáng mà Hy Di tạo ra. Lỗ đen vực thẳm vô cùng rộng lớn, tôi và thiên đạo đứng ở hai đầu, khi chúng tôi mang theo sát ý lao về phía đối phương, giống như hai ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm. Hai sao băng lao vào nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ trói mắt. Hố đen có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, nhưng không thể nuốt lấy ánh sáng chiến đấu của chúng tôi. Ánh sáng chiếu ra xung quanh, sao rơi như mưa, tựa như pháo hoa nổ đầy trời. Chỉ sau một đòn, tôi và thiên đạo đồng thời lùi về sau. Tích lũy sức mạnh, thu thập sát ý rồi lại va vào nhau. Không có gì tồn tại trong hố đen vực thẳng. Năng lực hủy diệt do trận chiến của chúng tôi gây ra sẽ không tạo ra bất kỳ hậu quả nào khác ngoại trừ tổn thương lẫn nhau. Va chạm hết lần này tới lần khác, thần niệm của chúng tôi cùng bị hao mòn. Nơi trận chiến cuối cùng, chỉ có ý chí là thứ cạnh tranh còn lại duy nhất. Trời diệt chúng sinh, ý chí kiên quyết, tối gánh chịu vận mệnh của chúng sinh quyết chiến, kiếm xuất ra chết không hối tiếc. Lại thêm một cú va chạm mạnh mẽ, tôi bay ngược về phía sau, phun ra ngụm máu. Người ngã xuống, không thể đứng vững tôi chỉ có thể chống nửa thanh kiếm gãy xuống đất, quỳ một gối để đứng vững. Tạ Lan, người không giết được ta đâu, em mờ thanh của thiên đạo vang lên từ xa, cũng yếu ớt không kém. Ngươi, cũng vậy thôi, thiên đạo cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể phát động tấn công. Tôi không có nhiều thời gian, thiên đạo còn có đại quân thập nhị thành, chỉ cần hắn triệu hoán hiến tế vực sâu là có thể tùy thời triệu hoán chân thân của hư không quân. Cho nên tôi chỉ có thể nghiến răng đứng lên, cho dù là kéo lê thanh kiếm, cũng phải giết chết thiên đạo. Nếu không phải hắn, hố đen vực sâu sẽ không thể bị phá vỡ và tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Tôi bước rất chậm, chưa bao giờ cảm thấy vạn thiên sấm ngôn kiếm trong tay lại nặng tới như vậy. Thân kiếm đã gãy từ lâu, máu chảy từ cánh tay xuống thân kiếm, được kiếm hấp thụ. Càng đi, thân thể tôi càng yếu đi, nhưng kiếm trong tay tôi lại trở nên sắc bén hơn. Nó cảm nhận được sự quyết tâm của tôi, mang theo ý chí của tôi, gần như hút cạn máu của tôi mỗi bước đi kèm theo là nỗi thống khổ to lớn, tôi cảm giác như đang đi trên núi đao, lại giống như đi trên biển lửa. Máu gần như không còn, tứ chi và xương cốt dường như có thể tan rã bất cứ lúc nào. Bóng tôi trong mắt tôi ngày càng dày đặc, mi mắt nặng trĩu. Tôi biết một khi nhắm mắt lại, tôi sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Tôi chưa từng mệt mỏi như hôm nay, tôi mệt, thật sự rất mệt, tôi hy vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Tôi từng tạc tượng cho Liễu Hà Sầu, vô cùng đau buồn trước cái chết của ông ở núi Tiểu Bạch. Lúc này, tôi vậy mà lại ghen tị với ông ấy. Nếu tôi chết trong hố đen vực thẳm, thậm chí là xác cũng không được tìm thấy. Tôi có thể tạc tượng cho người khác, nhưng sai sẽ tạc tượng cho tôi. Không, tôi có thể chết, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Bằng ý chí kiên cường, cuối cùng tôi cũng bước tới trước mặt thiên đạo. Thiên đạo rất yếu, yếu tới mức chỉ có thể dựa vào kim mâu để đứng vững. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tạ Lan, tại sao? Tại sao ngươi còn có dũng khí đứng trước mặt ta? Thiên đạo nói, ta cũng không biết tại sao. Ngươi có biết, sau khi vung kiếm lên, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này không? Thanh kiếm này sẽ lấy đi sinh lực của ngươi, phát kiệt ý chí của ngươi. Chỉ để giết ta, có đáng không? Tôi không trả lời, trực tiếp mở huyệt thần đình. Thần điều chu tước đại diện cho sinh mệnh bay ra khỏi huyền quan của tôi, bay tới trước mặt thiên đạo. Ngài sẽ chết, ngài ấy thì không. Chu Tước nói: "Tại sao lại phản bội ta?" Câu trả lời rất đơn giản, "Ta muốn sống và ta cũng cực kỳ ghét hư không." Chương 1504: Thiên đạo ngã xuống. Nếu mọi chuyện kết thúc, Chu Tước sẽ biến mất, không có ta sẽ không có ngươi, Thiên đạo nói, nhưng trong mắt ngài, bốn người chúng ta vĩnh viễn không thể sánh với u huỳnh trúc chiếu đã bỏ rơi ngài. Chu Tước nói, nghe Chu Tước nhắc tới hai thánh thú, trên mặt Thiên đạo hiện lên tia hoài niệm. Khi hắn còn là vị thần vĩ đại U Huỳnh Trúc Chiếu luôn ở bên cạnh hắn. Khi ấy, họ là hiện thân của công lý và trật tự, bảo vệ chúng sinh vạn tộc. Lúc này, hắn đã hoàn thành sự lột xác của mình, nhưng U Huỳnh Trúc Chiếu đã quay lưng với hắn, gia nhập trận doanh của chúng sinh. Y Huỳnh Trúc Chiếu đã bỏ ta mà đi, các người cũng muốn bỏ lại ta sao? Trên mặt thiên đạo hiện vẻ buồn bã, trong mặt lại mang theo tức giận. Ngài sai rồi, U Huỳnh Trúc Chiếu không bỏ rơi ngài, là ngài bỏ rơi chúng, tôi cũng vậy năm xưa lưỡng nghi tứ tượng chúng tôi được tạo ra ngài đã nói thế giới này hỗn loạn tà ác cần chúng tôi tới giúp ngài duy trì trật tự phong chúng tôi thành trấn thiên đại thần ai biết được việc ngài muốn chúng tôi làm thật ra lại là việc khác nuôi dưỡng vô số đại quân thiên khiển thần thú điều ngài muốn chấn áp không phải là hỗn loạn cùng tà ác mà là để đàn áp chúng sinh trong vũ trụ chu tước nói tất cả những thứ đang tồn tại đều là ảo ảnh chỉ có hư không mới là vĩnh cửu thiên đạo nói ha ha đó chỉ là sự vĩnh hằng của ngài mà thôi. Có những giấc mơ, dù tôi biết là giấc mơ, cũng cam lòng vĩnh viễn sống trong giấc mơ đó." Chu Tước trầm giọng nói, "Là giấc mơ, một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan vỡ. Vậy thì tôi mong ngày ấy đến càng muộn càng tốt." Nói xong, tôi giơ kiếm gãy trong tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng chém về phía Thiên Đạo. Trong mắt Thiên Đạo hiện lên tia nao núng, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Là chủ thể mạnh mẽ nhất của vũ trụ trong quá khứ và cả hiện tại. Hắn đã hưởng thụ những vinh quang tối cao trong suốt cuộc đời của mình, nên hắn chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Từ đầu tới cuối, lòng tôi đều không do dự giây phút nào. Cho tới khi kiếm gãy của tôi rơi xuống, thân thể sắc vàng của Thiên Đạo đột nhiên vỡ nát. Giọng nói phát ra từ hố đen vực thẳm, truyền ra khắp vạn cổ hư không. Thiên Đạo vẫn lạc, quỷ thần khắp nơi, tự tư tự trọng, kết thúc rồi sao? Trong lòng tôi tràn ngập nghi hoặc, đột nhiên kiếm tâm đau tới không thể kiềm chế. Có thể tôi run lên vì đau đớn tôi quỳ dưới đất cầm kiếm nôn khan hủy diệt thiên đạo không mang lại cho tôi chút vui sướng nào ngược lại là một sự tổn thất to lớn chu tước hóa thành nữ nhân mặc hồng ý bước tới gần tôi quỳ trên mặt đất dùng lòng bàn tay đỏ rực ôm lấy mặt tôi hai mắt đỏ hoe nhìn tôi nói nhỏ mà đạo tổ sư thiên đạo đã chết sao ngài trong vẫn buồn như vậy ta không biết ta không biết tôi tự mình lẩm bẩm không biết trả lời thế nào nâng mắt nhìn cô phát hiện trên mặt cô ấy đầy nước mắt phát hiện tôi đang nhìn những giọt nước mắt đỏ tươi nhanh chóng bốc hơi hóa thành màn xương màu hồng chu tước còn buồn hơn tôi đúng như thiên đạo đã nói không có hắn sẽ không có tứ linh thần thú là hắn tạo ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ nhưng từ đầu đến cuối những tạo vật này đều bị lợi dụng nhưng dù vậy sau cái chết của thiên đạo chu tước vẫn không khỏi đau buồn mà đạo tổ sư ngài có tin hắn thật sự đã chết không chu tước hỏi tôi gật đầu tôi không tin chu tước lắc đầu tiếp tục nói hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy cô có chứng chữ tôi hỏi không cần chứng cứ sự tồn tại của tôi chính là chứng cứ có ý gì tôi vì hắn mà bắt đầu đương nhiên cũng vì hắn mà kết thúc tôi không được quy luật thiên địa chấp nhận chỉ có thể sống ở thế giới pháp tắc của thiên đạo nếu hắn thật sự chết rồi vậy tôi cũng không tồn tại nhưng thực tế thì hắn đã chết rồi ngài nói không sai hắn đúng là đã chết nhưng pháp tắc hắn lưu lại vẫn còn tôi tin trên thế giới này vẫn còn vô số dấu ấn liên quan tới hắn mà đạo tổ sư tôi phải đi đây đi đâu tôi muốn thu hồi hết thảy dấu ấn thiên đạo để lại thiên đạo bất tử bất diệt nếu để những dấu ấn này tán đi chúng sẽ ăn mòn thế giới của chúng ta từng chút một khi uy lực của dấu ấn đủ mạnh thiên đạo sẽ tái sinh cô định làm gì với dấu ấn của thiên đạo tôi hỏi tôi sẽ phong ấn tất cả dấu ấn trên cơ thể một người sau đó ban phước cho người đó được bình an mãi mãi như vậy chỉ cần người đó không chết, thiên đạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ tái sinh. Người đó là ai? Ha ha, hiện tại có thể ngày không biết, nhưng về sau nhất định có thể đoán được. Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nghĩ tới người đó là ai. Vì hủy diệt thiên đạo, một kiếm này tôi đã dùng hết sức lực cả đời, lúc này ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt. Chu Tước thấy tinh thần của tôi sắp tàn lụi, đưa một ngón tay chỉ vào ngực tôi. Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, bắt nguồn từ kiếm tâm, đi qua tứ chi và xương cốt của tôi mang lại cho tôi ý chí sinh mệnh. Sau khi lấy được chút sức lực, tôi bắt đầu đả tỏa thiền định, lặng lẽ chữa lành vết thương trên cơ thể. Tôi quá đắm chìm vào trong thế giới của chính mình, đến nỗi không nhận ra chu tước thần điểu đang rời đi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, hố đen vực thẳm đã vỡ nát, bóng tối rút đi, xuất hiện trước mặt tôi là gương mặt quen thuộc của Thùy Họa. Anh giết thiên đạo rồi, Thùy Họa hỏi, ừ, tôi gật đầu, vừa rồi hố đen vực sâu vô cứ rút vào trong bóng tối em cảm nhận được có vệt lửa bay về hướng nhân gian là thần điều chu tước sao thùy họa lại hỏi là cô ấy nếu không phải nhờ cô ấy anh đã chết cùng với thiên đạo rồi tạ lan thiên đạo đã chết nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc nói xong thùy họa đưa tay chỉ về phương xa uy lực của đại quân thập nhị thành vẫn như trước sát ý thậm chí còn lớn hơn ngay cả sự ngã xuống của thiên đạo cũng không làm suy giảm tinh thần của họ một chút nào chỉ vì họ hoàn toàn không sống vì thiên đạo cũng không bận tâm tới sống chết của chính mình. Họ sống là để hy sinh, chương 1505, côn bằng đã tới. Mặc dù thiên đạo đã chết, đám mây đen chèm ép trái tim chúng sinh lại không tan biến. Bởi vì kẻ thù thật sự của chúng tôi là hư không quân, và thiên đạo chỉ là một mảnh phân thần. Có thể thời gian phân thần và bản tôn đã tách ra quá lâu. Thiên đạo có ý thức độc lập trong thế giới của chúng tôi, không thể tránh khỏi sinh mệnh của hắn chịu ảnh hưởng bởi ý chí của thế giới nhưng ngay cả khi thiên đạo có thể duy trì ý thức độc lập nhưng khi số mệnh tới hắn vẫn phải tuân theo ý chỉ vị thần của bản tôn vòng xoáy thần bí này là vực thẳm hiến tế do thiên đạo tạo ra để triệu hoán hư không quân nếu thật sự có thể đưa đủ sinh mệnh vào trong đó đã có thể triệu hoán thân thân của hư không quân tới thế giới của chúng tôi lúc này thiên đạo đã không còn nhưng vực thẳm thì vẫn còn đó sát khí từ đại quân thập nhị thành không được thu lại nhưng vì cái chết của thiên đạo nó lại tăng lên lúc này kiếm thể của tôi đã được hồi phục, nhưng lúc chiến đấu với thiên đạo đã bị tiêu hao quá nhiều thần niệm. Thần hồn yếu ớt, không có chiến lực cứng rắn như thập nhị quân. Ngay cả ở trạng thái mạnh mẽ mất, tôi cũng sợ mình khó mà giữ chân được thập nhị quân này. Vì tôi không phải đối mặt với những binh sĩ bình thường. Họ đã từ bỏ sự sống cái chết, thậm chí là đã chấp nhận trả giá bằng cái chết. Đối mặt với một đội quân như vậy, đừng nói tôi, thậm chí là Thủy Hỏa cũng phải cao chặt mày. Vòng xoáy thần bí vẫn đang lặng lẽ xoay. Nếu chúng tôi không dừng lại, ngay cả khi không có sinh mệnh phải hy sinh, chỉ cần có đủ thời gian, cuối cùng cũng sẽ triệu hoán thành công nhờ hấp thụ năng lượng vũ trụ. Cái chết của thiên đạo đưa năng lượng sinh mệnh ban đầu của thiên đạo cuốn vào trong cơn lốc. Chắc rằng không còn bao lâu nữa thì hư không quân sẽ tới thế giới của chúng tôi. Chúng ta phải đợi bao lâu? Phá quân hộ pháp thiên tôn hỏi, thiên đạo đã chết, trong hư không sẽ không còn ai có thể ngăn được sự xuất hiện của côn bằng. Có lẽ không lâu nữa đâu, tôi nói. Nhưng dù là côn bằng tới thì sao? Nếu chúng ta và thập nhị thành khai chiến, chỉ khiến sự xuất hiện của hư không quân tới nhanh hơn. Trừ phi chúng ta có thể phá hủy nghi thức triệu hoán. Phá quân nói, tuyệt đối không thể, vòng xoáy là tạo hóa cả đời của thiên đạo. Cả đời hắn thật ra chỉ đang làm một việc, chính là triệu hoán hư không quân. Chúng ta không thể nào phá hủy vòng xoáy triệu hoán được. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, không lẽ U Huỳnh Trúc Chiếu cũng không thể phá hủy bóng tối trong vực thẳm hy sinh sao? phá quân hỏi lại bóng tối này được sinh ra trực tiếp từ hư không không phải bóng tối của chúng ta và nó cũng vượt quá khả năng của u huỳnh trúc chiếu ai nhưng không biết khi nào nam hoa chân nhân mới tới a à, lê mở miệng nói vừa nói xong đột nhiên thần phong mạnh mẽ thổi tới từ hư không xa xôi sau đó tôi cảm nhận được thần niệm như sơn hải đang lao về phía này quay đầu nhìn tôi cảm nhận được nơi khoảng không xa xôi cử thiên côn bằng tung cánh bay cao như mang cả thế giới trên lưng trên lưng côn bằng tôi có thể cảm nhận được vô số thần niệm hòa quyện như biển lớn hợp thành sức mạnh ý chí chưa từng có trời diệt chúng sinh chúng sinh diệt trời chúng tôi vẫn đang lo lắng cách đối phó với vực thảm hy sinh và ngay lập tức được sức mạnh thú vị từ côn bằng truyền linh cảm tâm tình ngày càng kích động côn bằng sải rộng đôi cánh lớn tựa mây trời tuyệt vời xiết bao tráng lệ làm sao nhìn côn bằng từ xa trong lòng tôi nảy sinh ý nghĩ quay đầu nói với thủy họa côn bằng cũng tới từ thế giới thiên ngoại liệu y có thể tiến vào lốc xoáy không? Thực lực U Huỳnh Trúc Chiếu vẫn còn nông, côn bằng tới có thể thử một chút. Ồ, tôi không nói thêm, trong lòng đã có tính toán. Côn bằng mang theo 4.000 vạn dũng sĩ của nhân gian tam giới đến, cũng gần như là toàn bộ cao thủ ở nhân gian tam giới. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, tạ Lưu Vân, Tử Dục, Tây Vương Mẫu, Trương Đạo Lăng, Địa Tạng Vương Thiên Tôn. Cũng nhìn thấy Khương Tuyết Dương mang Bạch Y và Liễu Chi Dung mang Hắc Y phía sau họ là ngàn vạn đệ tử ma đạo tới từ quy khư côn bằng dừng ở bên cạnh đại quân thần giới của nguyên duệ sau đó tôi và thùy họa liền bay về phía côn bằng tạ lan đã lâu không gặp tạ lưu vân chào hỏi tôi trước lưu vân sư huynh lâu rồi không gặp tôi cười đáp lại đừng tiếng sư huynh này ta nhận không nổi con của vận mệnh ma đạo tổ sư vĩnh hằng kiếm chủ tạ lan cậu tùy tiện lấy ra một thân phận nào ra cũng áp tôi không thở được tạ lưu vân nói vậy thì tạ lưu vân phu quân ta gọi ngươi sư huynh ngươi có ý kiến thùy họa nhàn nhạt nói a à, tôi suýt thì quên mất cậu còn là cô gia của thái sơ tử thần phu quân của thái sơ chiến thần tạ lưu vân vẻ mặt cay đắng nói ngươi cũng bỏ sót một chút tạ lan còn nuôi một cặp trai gái tạ mà tạ lăng đó là hiện thân của lưỡng nghi thánh thú sự hiện diện sánh ngang với thái sư chư thần được rồi để tôi chỉnh lý trang phục làm lễ với tạ lan lần nữa tạ lưu vân bắt đầu chỉnh lý trang phục một lúc thật sự muốn hành lễ với tôi. Tôi làm sao dám nhận, nhanh chóng đi tới trước mặt anh ấy, đưa tay đỡ lấy, ha ha cười lớn với mọi người. Đơn giản nói vài câu, tôi mới hướng tới trận doanh ma đạo. Từng cho là tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy họ nữa, nhưng giờ họ lại xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn những gương mặt kích động phấn khởi, tâm tình tôi vô cùng phức tạp. Có những chuyện, đã làm thì sẽ không hối hận, có những chuyện, biết rõ sẽ hối hận nhưng vẫn làm. Tôi đứng trước mặt đệ tử ma đạo nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì mới tốt. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ gói gọn trong một câu, nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện làm ma đạo tổ sư của mọi người. chương 1506, cuộc chiến cuối cùng. Quay lại trần thế, tạ lan tôi đã quanh quay quẩn lại hơn 20 năm, thanh xuân tuổi trẻ hệt như mây trôi, cứ thế lãng phí cả cuộc đời. Mãi cho đến khi tôi thức tỉnh khỏi vận mệnh, dấn thân vào đạo môn, sau khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi mới bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Có những nỗi đau thấu tận tâm can, nguy hiểm cận kề sinh tử, tôi đã từng đau đớn, hoang mang, oán hận rồi trốn chạy. Tuy nhiên, hôm nay khi đứng trước hàng ngàn đệ tử ma đạo, tôi không khỏi muốn tự hỏi bản thân, liệu mình có thực sự hối hận hay không? Thiên đạo không hiểu nhân tình thế thái, trong mắt hắn chỉ có sự trống rỗng. Vì sao khói lửa chiến tranh triền miên không dứt, vì sao lá mùa thu rơi, ai kiềm chế nỗi oán hận trong lòng? Nếu không vì những đôi mắt rực lửa niềm mong mỏi trước mặt, tôi cần một thân bản lĩnh đạo môn này làm gì? Tôi cần thanh kiếm này để làm gì? Gặp được Tuyết Dương, lại là một cuộc hội ngộ người xưa nghĩa cũ. Tuyết Dương mang đến tin tức liên quan tới nhân gian, nhắc đến chuyện của tạo ẩn. Nhân gian bây giờ, nữ đế bảo vệ chúng sinh trong lục đạo, tổ long nguyên phượng kỳ lân ổn định tình hình tam giới. Thiên đạo đã bị trừng phạt, trừ khi hư không đại quân đích thân đến đây, nhân gian sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Vì vậy, làm thế nào để ngăn chặn mối đe dọa từ hư không đại quân đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất mà con dân trong vũ trụ đối mặt. Sau buổi nghị sự giữ MT, tiên đạo, nhân đạo, Nam Hoa Nhân lúc côn bằng bạch vũ tổ chức lễ đội mũ để thảo luận về cách giải quyết vấn đề vực hy sinh. Mặc dù đám đông vô cùng náo nhiệt, nhưng khi trông thấy thiên binh vạn mã của thập nhị thành do thiên đạo sắp xếp, cũng y hệt cái động không đáy như vực hy sinh, hồ xoáy thần bí biến hóa khôn lường, đám người bọn họ nhất thời luống cuống không biết nên làm gì cái khó nhất là thời gian không chịu đứng về phía chúng tôi nếu chúng tôi cứ đứng yên đợi một chỗ đợi ngày nào đó hố xoáy kia kích hoạt cuối cùng cũng chịu hội hư không đại quân ra bên ngoài tử thần đại nhân ngài nghĩ thế nào nam hoa chân nhân nhìn sang thùy họa hỏi đánh thôi thùy họa chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu phá quân chiến thần thấy thế nào ạ đập rồi xây lại phá quân hộ pháp thiên tôn nói chủ mẫu mà đạo thấy chuyện này thế nào đây nam hoa quay đầu nhìn nguyên duệ giết chóc ngăn giết chóc chiến đấu ngăn chiến tranh, Nguyên Duệ nghiêm giọng nói, thật ra, tại đây không chỉ có một chiến thần, Thùy Họa, Phá Quân, Nguyên Duệ đều có thể được mệnh danh là chiến thần. Tuy nhiên, ba người bọn họ đều có quan niệm và cách hiểu khác nhau về chiến tranh. Quan điểm về chiến tranh của Thùy Họa, thay vì nói đối đầu với người sống thì nên nói tất cả đều có liên quan đến linh hồn. Ngọn lửa linh hồn có thể dễ dàng tiêu diệt hàng trăm ngàn sinh tử, và vong linh của những anh hùng chết trong trận chiến đều bị cô ấy chinh phục trước đây cô ấy phải dựa hồn năng vô tận trên chiến trường để khôi phục thân thể tử thần cái mà thùy họa muốn là giết chóc là diệt cỏ tận gốc là linh hồn của những anh hùng đã chết trong trận chiến dùng cách này để dạng danh tử thần của cô ấy đạo lý chiến tranh của phá quân nằm ở sự tàn sát sức mạnh quân sự sinh ra vì chiến tranh vì chiến tranh thống lĩnh tứ phương số phận của phá quân đã định sẵn sẽ giảng buộc cô ấy chôn thây trên chiến trường thân thể vàng ngọc giúp cô ấy lăn lộn trên chiến trường từng bước hoàn thiện lý tưởng chiến tranh của bản thân, thậm chí còn lên đến cảnh giới mãi mãi không giới hạn. Phá quân là vị chiến thần đỉnh thiên lập địa, trong mắt cô ấy có kẻ địch không đội trời chung, cũng có những người lính được bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Khỉ viết vô y, giữ tử đồng bưu bào, vương vu hương sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu, sao dịch nghĩa, há rằng anh không có áo quần, thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy, vua sắp lấy mạng lệnh của thiên tử mà giấy binh chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu, để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. Vì vậy, từ khi đạo tổ sáng lập ra ma đạo, đã nhất quyết mời phá quân hộ Pháp Thiên Tôn chấn giữ ma đạo giúp ông ấy. Trong tam tinh sát phá lang, duy nhất mỗi mình phá quân là không thể thiếu. Quan niệm chiến tranh của mộ dung Nguyên Duệ được kế thừa từ cửu thiên huyền nữ, cũng chính là thái cổ chiến thần đời trước. Nguyên Duệ là một bậc thầy chiến lược, đầu não tinh nhuệ, thành thạo trong việc tổ chức đội hình quân đội và hoạch định chiến lược tác chiến. Cô ấy là một vị chiến thần toàn năng, vừa có khả năng kiểm soát siết chóc, vừa tạo ra phòng tuyến phòng thủ vững chắc. Vừa tiến công, vừa phòng thủ, như người ta thường nói, người giỏi tác chiến thì không có thành tích lớn lao nổi bật gì đáng nhắc tới cả. Vì vậy, xét về uy danh tổng chỉ huy quân đội trong trận chiến, cô ấy luôn xếp sau Thùy hỏa và phá quân, nhưng những vị có kiến thức cũng như hiểu rõ binh pháp đều biết, trong ba vị chiến thần, chỉ mộ dung nguyên duệ mới xứng đáng với danh xưng này. Tuy sự nghiệp lĩnh binh trên chiến trường của Nguyên Duệ còn khá ngắn ngủi nhưng trong mỗi trận chiến, cô ấy đều nỗ lực hết mình để đảm bảo giữ vững sĩ khí, bách chiến bách thắng. Nghe được ba vị chiến thần đều ra sức đồng ý quyết định chủ động tấn công, Nam Hoa trầm ngâm một lát, quay sang hỏi tôi, mà đạo tổ sư, trong chiến đấu nhất định phải chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện giờ ba lợi thế này đều không đứng về phía phe ta, quyết định phát động tiến công vào lúc này liệu có đúng hay không? Nam Hoa chân nhân, từ khi ma đạo hưng thịnh trở lại, chưa bao giờ may mắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy nhiên, Ma đạo vẫn chối dậy, không ai có thể ngăn cản được bước chân của chúng ta. Từ kinh nghiệm xương máu trong quá khứ cũng cho ta biết một điều, trốn tránh không nhất định sẽ trốn được thành công, đối mặt trực diện cũng không chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc. Nếu nói như vậy, lần này phía Ma đạo cũng sẽ đóng vai trò chủ lực rồi. Nếu chiến tranh nổ ra, Ma đạo sẽ đi tiên phong dẫn đầu tác chiến. Tôi quả quyết nói, tôi vừa nói xong, hàng ngàn ma đệ tử ma đạo đứng trước đã đồng thanh đáp thiên đường có lối ma đạo quyết không đi sắc mặt nam hoa nhất thời lộ vẻ phức tạp sau đó cô ấy nhìn sang nhân đạo tổ sư tạ lưu vân nam hoa chân nhân nhân đạo cũng quyết định tiến công tạ lưu vân mỉm cười nói ồ không biết nhân đạo tổ sư đã có tính toán gì chưa huyền cơ này không nằm trong trời đất đạo pháp của ta chưa thành tài nào có khả năng mộ ra được điều gì ta chỉ cảm thấy nhân đạo đã cắn răng nhẫn nhịn quá lâu ngay từ khi sáng lập ra nhân đạo chúng tôi luôn tuân thủ theo giáo lý vô vi mà trị thuận theo tự nhiên nhưng sự thật đã chứng minh giáo lý của nhân đạo còn lâu mới so được với hiếu thắng của ma đạo trong cuộc chiến tam đạo ma đạo đã giành được chiến thắng vẻ vang về vậy lần này tôi muốn thử phương pháp phá tường xây lại tạ lưu vân điềm đạm nói lời này của ngài quả thật có lý còn tiên đạo tổ sư có dự định gì đây tiên đạo quyết định sẽ tham chiến nhưng tiên đạo giành phần tiên phong đắc kiều công chúa dõng dạc nói ma đạo có ba vị chiến thần hơn nữa ma tổ sư đạo đã hứa sẽ đứng ở vị trí tiên phong tiên đạo tổ sư không cần phải tranh giành nữa tiên ma vốn dĩ là một nhà lời này vừa nói ra tất cả mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt đắc kiều cô không cần làm vậy đâu nguyên dậy cảm khái nói ta mặc kệ tam giới sẽ dị nghị ta ra sao trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một vị tiên đạo tổ sư sau khi đắc kiều cao giọng tuyên bố hàng vạn quân tiên đạo đều hướng về mộ dung nguyên hết lòng phục vụ côn lôn tuyết, quyết không làm dáng tiên. chương 1507, Phụng mệnh của ta một Quyết định của công chúa Đắc Kiều khiến tử dục nữ đế vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà, bà không hề lên tiếng phản đối, ánh mắt vẫn bình thản như ngày nào. Thực ra, quyền quản lý thiên đình đến giờ vẫn luôn gây tranh cãi. Tam đạo phong thần, tranh giành quyền kiểm soát thiên đình, nhưng nếu bàn về người đứng đầu trong lòng chư thần, từ cổ trí kim, thiên đình chỉ có một chủ nhân duy nhất, đó chính là bác cực tử vi đại đế. Tử vi, người quyết định nguyên khí của thiên hạ, nắm giữ thuật tinh thần đầu. Công chúa Đắc Kiều sinh ra trong long tộc ở hạ giới, nổi danh từ cuộc hỗn loạn chính trị trên thiên đình, được mộ dung nguyên duệ một tay nâng đỡ lên chức, sau đó nhờ vào sát phạt quyết đoán cùng sức mạnh chiến đấu siêu Việt mà được chọn trở thành tiên đạo tổ sư. Tuy nhiên, trong mắt chư thần, công chúa Đắc Kiều có tư cách trở thành tiên đạo tổ sư, nhưng không đủ tư cách trở thành chủ nhân của thiên đình. Ngược lại, chủ nhân sao tử vi hiện giờ là tử dục có đủ năng lực ngồi vào ghế chủ vị của thiên đình hơn. Tuy mộ dung nguyên duệ lớn tiếng mắng công chúa Đắc Kiều đừng làm càn làm bậy, nhưng ánh mắt thâm sâu lại âm thầm liếc nhìn sang tử dục nữ đế một cái. thấy vậy, tử dục nữ đế bèn bước tới trước mặt mộ dung nguyên duệ rồi điềm đạm nói. Đắc Kiều công chúa nói đúng, tiên đạo chỉ có một tổ sư duy nhất mà thôi, thiên đình cũng chỉ có một chủ nhân duy. Tử dục nữ đế nói, vận mệnh của ta thuộc thái cổ thần giới, đã sớm cắt đứt nhân quả với thiên đình rồi. Nguyên duệ nhẹ nhàng khước từ nói. Ba ngàn năm đã trôi qua, thiên đạo và thiên đình sớm đã hai mà như một. Nếu Đắc Kiều một lòng coi người là tổ sư, thì chư thần cũng sẽ xem người là chủ nhân thiên đình. Quả thực lực bất tòng tâm, nếu người đồng ý nhận chức thần vương của thần giới, cớ sao không kiêm luôn danh hiệu chủ nhân thiên đình chứ? Trận chiến cuối cùng sắp đến, chủ nhân thần giới và chủ nhân thiên đình có cái gì khác nhau hay sao? Thanh Long, Bạch Hổ, Khổng Tước, Huyền Vũ, Tứ Linh Thần Thú mỗi người trong số họ đều có sức mạnh trấn áp thiên đình, con cái của người đủ mạnh để chinh phạt bốn linh thú. Vì hòa bình của thiên đình, vì thiên đạo giữ vững quyền lực trên thiên đình, xin người hãy tiếp tục đảm nhận vị trí chủ nhân thiên đình. Tử dục nữ đế nói xong liền quỳ xuống hành đại lễ với mộ dung, chu thiên đầu thần quan đứng sau bà ấy cũng quỳ xuống. Thiên đình là con bài đặt cược trong trận chiến phong thần, nhưng chỉ cần mộ dung nguyên duệ đồng ý ngồi lên ngôi vị chủ nhân thiên đình, thì thiên đình sẽ mãi mãi thuộc về thiên đạo. Mặc dù trước thềm trận chiến không thích hợp để thảo luận về vấn đề nan giải này, nhưng nếu có thể bàn bạc xong xuôi quyền kiểm soát thiên đình trước khi trận chiến nổ ra, cũng sẽ giúp chúng sinh giải quyết được nút thắt trong lòng, cùng đồng tâm hiệp lực đánh chiến vực sâu. Ta đã là chủ mẫu ma đạo, nếu ta tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhân thiên đình, chẳng phải là đang cùng lúc từ bỏ giáo lý của tiên đạo và ma đạo hay sao? Mộ dung chủ mẫu không cần quá lo lắng, phân tranh tam giới sớm đã là chuyện quá khứ. Bây giờ trong mắt chúng sinh trong tam giới lục đạo, chỉ còn lại quan điểm chúng sinh bình đẳng của ma đạo, Tiên đạo chúng ta và nhân đạo đã sớm lụi bại từ lâu. Dù đôi lúc nhờ về cảnh hào nhoáng trước đây khiến ta cảm thấy thất vọng và xấu hổ, tuy nhiên, những sự kiện xảy ra trong quá khứ đã chứng minh cả Ngọc Hoàng và Đạo Đức Thiên Tôn đều sai rồi, chỉ duy nhất mỗi ông ấy không sai. Bất luận là tôn ti cao thấp hay vô vi mà chị đều là giáo lý tuân theo thiên đạo, chỉ có chúng sinh bình đẳng mới làm trái với ý trời. Giờ đây, thiên đạo đã chết, mà đạo tổ sư có thể thay thiên đạo tiếp quản tam giới. Tạ Lưu Vân cất công nói hết một hơi dài, cũng đã đánh sâu vào tâm sự của tất cả những người có mặt ở đó. Thiên đạo đã viên tịch, vậy thì vị trí thuộc về thiên đạo cũng nên được giao lại cho người khác đảm nhận. Có rất nhiều người dòm ngó vị trí này, bao gồm cả đấng tối cao còn sống sót của vũ trụ, Thái cổ tam giới và tam giới nhân gian. Nước một ngày không thể không có vua, trời không thể một ngày không có đạo. Nếu ma đạo dẫn dắt chúng sinh chiến thắng trong trận chiến chống lại thiên đạo, thì ma đạo tổ sư quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành tân thiên đạo. Kể từ khi Đắc Kiều đề ra ước muốn không phân biệt tiên ma, nguyện cùng ma đạo tiên phong chiến đấu, mọi chuyện không thể né tránh đã xảy ra nhiều biến hóa khôn lường. Bởi vì Nguyên Duệ là chủ mẫu ma đạo, còn đảm nhận tiên đạo tổ sư, thái độ của cô ấy sẽ ảnh hưởng một nửa tam giới nhân gian, chỉ có mình em mờ ti cửu u nữ đế mới đủ quyền lực tranh đoạt với cô ấy. Mà tôi với tư cách là chồng của cô ấy, cũng là ma đạo tổ sư, tôi nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên duy nhất cho cái ghế thiên đạo rồi. chương 1508, Phụng Mệnh của ta 2 Vì vậy, sau khi tạ Lưu Vân kết thúc bài phát biểu dài đó, tất cả mọi người có mặt đều quay sang nhìn tôi, kể cả Nam Hoa chân Nhân. Người xưa luôn chú trọng địa vị lúc tham gia chiến đấu, nếu như không có đầu não, thì chiến thắng cũng không huy hoàng. Ngày nay, chúng sinh đều đang chiến đấu vì vận mệnh của mình, tất nhiên cũng cần có người đứng ra thống nhất toàn quân. Trong trường hợp này, nghe lệnh của ai đã thành vấn đề lớn rồi. Mọi người đều dùng những ánh mắt khác nhau để nhìn tôi, có người mong chờ, có người hưng phấn, có người lo lắng, có người nhẹ nhõm, có người mừng rỡ, có người nơm nớp lo sợ, có người nghi ngờ. Dù sao suốt ba ngàn năm qua, Ma đạo vẫn không nằm trong tam giới mà. Tạ Lan, chuyện phải đến sẽ luôn đến, anh buộc lòng phải ý thức được trách nhiệm của mình. Tuyết Dương nói, ừm, um, tôi gật đầu, bước ra khỏi đại quân Ma đạo đi một mạch về phía côn bằng bạch vũ chi quan mà Nam Hoa đang đứng. Tôi bước đi chậm rãi, nhưng bước chân vững vàng không chút do dự. Quyết định này, tôi không cần giải thích nhiều lời làm chi, chỉ cần tôi đứng ở đấy, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lời đề nghị của tạ Lưu Vân. Tôi sẵn sàng trở thành tân thiên đạo, bây giờ tôi đã đặt chân đến đỉnh bạch vũ chi quan, quay lưng với 4.000 vạn dũng sĩ nhân gian. Cảnh tượng trước mặt giống hệt giây phút tôi leo lên đỉnh núi bất chu khi xưa, tôi rút kiếm anh hùng, tuyên thệ trở thành chủ nhân quy khư bây giờ tôi sẽ rút kiếm vạn thiên sấm ngôn dùng tư cách mà đạo tổ sư nắm giữ thiên đạo đạo tổ tạ mạt lăng từng lời sấm truyền ngũ hành vì ngã nhậm tâm du tứ hải chúng sinh ra hữu duyên man đạo hùng quan chân như thiết vô danh cung nội tận thiện ngôn mọi người có biết vì sao thánh địa của ma đạo lại được xưng là vô danh cung không tôi xoay người bình tĩnh nhìn bọn họ rồi hỏi cần xin ma đạo tổ sư giải đáp thắc mắc ạ địa tàng vương thiên tôn thận trọng đáp lời bởi vì trong mắt đạo tổ thiên đạo không có tên. Thiên đạo không có tên, làm sao có thể khống chế chúng sinh trong thiên hạ? Tử dụ nữ đế cao mày hỏi, ma đạo dạy rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, trong đó có thiên đạo. Nếu như thiên đạo và chúng sinh đã ngang hàng nhau, cớ sao có thể dùng từ tiếp quản? Mọi người nghe xong đều rơi vào trầm tư, chỉ có đám đệ tử ma đạo vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì từ lâu về trước, bọn họ đã sớm hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi. Thiên đạo không có tên, nên cho dù ai đảm nhận thiên đạo, thì trong mắt ma đạo người đó cũng không khác chúng sinh là mấy. Nếu trận chiến sắp tới cần có một danh hiệu, hôm nay ta sẽ cho các vị một danh hiệu. Nói xong, ta rút ra thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn, rồi chỉ thẳng lên trời, tạ lan ta nguyện chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, thanh kiếm này sẽ mãi mãi được dùng làm vật bảo vệ cho chúng sinh, nhân danh của ta, chiến đấu vì chúng sinh. Chúng sinh bên dưới bỗng dừng im lặng, một lúc sau, tinh thần chiến đấu hừng hực bùng cháy, khí thế vang vọng chấn động trời cao. Tạ Lan, em còn tưởng anh sẽ từ chối. Trong lều quân sự tuyết dương, Thùy Họa nhìn tôi cười cười rồi nói. Tất nhiên là không rồi, tôi dõng dạc nói. Cái này không giống tính cách của anh chút nào. Tuyết dương cũng tiếp lời. Bộ trước đây anh hay do dự thiếu quyết đoán lắm hả? Tôi bất lực hỏi, nên nói thế nào nhỉ? Cũng không là nhu như cờ mờ chỉ là không có kiên quyết như hôm nay thôi. Tuyết dương cười cười nói. Trong soái trướng vang lên tiếng cười hài hước, tôi lấy cớ cần bàn bạc kỹ lưỡng với tạ lưu vân rời khỏi xoái chướng tấm lưng của côn bằng rất rộng lớn lãnh thổ rộng bao la đôi cánh bao phủ cả biển mây tôi đi đến rìa biển mây nhìn vào khoảng không tối tăm nỗi đau trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai Sao cậu thì ai sẽ là thiên đạo giọng nói của nam hoa chân nhân vang lên trong đầu nữ đế em mờ cửu u cậu có phần thắng không nam hoa nói ban đầu thì không vậy bây giờ thì sao nếu chúng sinh bằng lòng phụng mệnh tôi lòng dân chính là ý trời, ngược lại sẽ giành được nhiều phần thắng hơn. Nắm được mấy phần thắng cũng không thay đổi được kết quả, cậu vẫn sẽ chết. Dù sống hay chết thì đã sao, chỉ cần ngăn chặn được bước chân của hư không đại quân, thế gian này không còn tạ lan tôi nữa cũng không hề gì. Chào ôi, không có cậu, một số người sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. chương 1509, cuộc chiến hy sinh 1. Không có tôi, chúng sinh sẽ không có ai phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng cả, chỉ có những người có tôi trong lòng mới cảm thấy đau lòng mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy Thủy Họa ngồi trên vương tọa băng tuyết dưới bầu trời phủ đầy tuyết ở minh giới. Cô ấy của khi đó đã khiến tôi thấu hiểu ý nghĩa thực sự của câu cô đơn như tuyết. Tôi từng nhìn thấy Nguyên Duệ đứng một mình bên cây ngọc trên vách núi Côn Lôn. Cây ngọc thụ già đã 8.000 năm tuổi, khô héo gầy gò. Lòng cô ấy hưu quạch, khi nào lá hoa mới nở. Tôi từng nhìn thấy Kiêm Hà, người đã tôn thờ cung phụng ma tâm trong huyền quan của huyễn ma trong suốt 3.000 năm. Tôi đã từng chứng kiến Khương Tuyết Dương lùi thủi khắc từng miếng cấm bộ trong căn phòng đơn sơ của cô ấy ở Quy Khư. Mỗi miếng ngọc cấm bộ đều được trao chuốt tỉ mỉ, từng cái từng cái khác tên tôi. Có người vượt xa hàng ngàn dặm để gặp tôi, có người đã dốc sức chiến đấu vì tôi suốt cuộc đời. Có người vì tôi nhẫn nhịn nỗi đau trong tim mà dứt khoát cắt đứt nhân quả, có người lặng lẽ vì tôi mà rơi nước mắt. Đời này, tôi đã nợ rất nhiều ân tình, có nợ trả được, có nợ mãi mãi không thể bù đắp được. Tôi không thể quên thuần quân được kéo ra khỏi núi Xích Cẩn, A Lê mang ra khỏi huyền quan của núi Côn Lôn, Ngạo Phong ở núi Trường Bạch, Nguyên Phượng Tổ Sư ở Quy Khư, Yến Tháp đến từ vùng đất Tần Thủy Hoàng, Bạch Vô Nhai ở thành Chết Oan, Lưu Phong Sương ở thành Thanh Khâu, Liễu Chi Nhung ở núi Bắc Minh, Bắc Minh Thú ở núi Thái em M. Thất Thái Minh Vương của núi Hạ Lan, Tiếu Ca Thiên Tôn, Cửu Thiên Phong chủ tao nhã phóng khoáng, Lưu Phong Thiên Tôn hy sinh hóa thành sao băng, vợ chồng Bạch Hà Sầu chết trong trận chiến ở núi Tiểu Bạch và Lâm Thanh Thủy bỏ mạng nơi xa trường, nhớ lại những cái tên lóe lên trong biển ý thức, tôi bỗng dưng không kìm được mà dưng dưng nước mắt, lòng đau nhói đau đến mức không thở nổi. Một số trong số họ vẫn còn sống, một số đã ra đi mãi mãi, thậm chí một số đã không bao giờ quay trở lại. Ngay cả khi tử thần kiểm soát hồi ức cũng không thể giúp họ có cơ hội tái sinh. Linh hồn của họ không ở nhân gian cũng không ở âm ty cũng không xuống hoàng tuyền, cũng không cư ngụ tại thành chết oan. Ngay cả cờ chiêu hồn, nơi trú ẩn duy nhất, cũng đã bị phá vỡ. Những đứa con của ma đạo đã bằng lòng dùng cả cuộc đời mình để sáng tác nên những bài hát bi thương động lại trong lòng tôi, cho dù một khắc tôi cũng không bao giờ quên được. Cảnh tượng thảm khốc của những sự kiện trong quá khứ, máu tanh xương gió thấm đẫm bi kịch. Đệ tử của ma đạo có tình và có nghĩa, nhưng đối tượng mà họ dành chọn tình cảm cả đời thì chỉ mỗi mình ma đạo mà thôi. Họ đã dâng hiến máu nhiệt huyết tuổi trẻ, ý chí bất khuất nhất, trái tim kiên quyết nhất và tâm hồn cao quý nhất của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ ma đạo. Đệ tử của ma đạo thương yêu ma đạo sâu sắc, tình yêu của họ sâu như biển, cao như núi, dù có chết cũng quyết không dao động. Mà tôi lẽ nào không giống vậy? Trước đây, tôi luôn cho rằng ma đạo tổ là người thiếu trách nhiệm, đã nhẫn tâm phụ lòng của phá quân. Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu được tấm lòng của đạo tổ, không phải ông ấy không yêu phá quân, ông ấy chỉ yêu ma đạo hơn phá quân. Tôi có thể phụ lòng chúng sinh trong thiên hạ, nhưng tôi không thể phụ lòng ma đạo ngày trước ông ấy chỉ gánh vác trách nhiệm bảo vệ ma đạo còn tôi đã đặt chúng sinh thiên hạ lên hàng đầu tôi đứng trên đôi cánh trải rộng của côn bằng lòng càng lúc càng nặng trĩu có một số thứ tôi đã sớm đưa ra lựa chọn nhưng phải đến hôm nay tôi mới hiểu tại sao mình lại đưa ra lựa chọn này đây không phải là một quyết định chớp nhoáng nhất thời cũng không phải là liều mình hành động rồi hy sinh ngu ngốc mà là tôi chỉ có thể chọn làm điều này chỉ duy nhất một sự lựa chọn này mà thôi. chương 1510, cuộc chiến hy sinh 2. Hư không không biết ngày đêm, sau khi 4.000 vạn chiến sĩ đã nghỉ ngơi dưỡng sức xong, trận chiến ở vực hy sinh cuối cùng cũng bắt đầu. Trận chiến diễn ra trên bầu trời của vực hy sinh, còn được đạo tàng lưu danh với cái tên trận chiến hy sinh. Trong trận chiến này, gần như toàn bộ 4.000 vạn chiến binh nhân gian đã thiệt mạng và chỉ có chưa đến trăm vạn người sống sót. Đạo tổ không thể trở về, những cường giả khó lòng qua khỏi, một trận chiến mà để lại nỗi bi thương suốt hàng ngàn hàng vạn năm về sau. Cuộc chiến bắt đầu, ba vị chiến thần phá quân, Thùy Hỏa, Nguyên Duệ dẫn đầu các chiến binh ma đạo tiên phong tấn công chủ lực, Tử Dục và Đắc Kiều hỗ trợ ở bên phải, Tạ Lưu Vân chỉ huy cánh quân bên trái, Địa Tàng Vương Thiên Tôn thống lĩnh trung quân. Côn Bằng chở 4000 vạn quân sĩ lao xuống vực hy sinh, đánh một trận sống còn với 12 đại quân trên hố xoáy. Hố xoáy của vực hy sinh nuốt chửng mọi năng lượng pháp lực, vì phải tác chiến trên hố xoáy nên mọi phép thần thông đều bị cấm. Quy luật trời đất đã ban tặng thần lực vô tận, nhưng hư không đại quân tàn nhẫn tước đi tất cả, đưa vạn vật trở lại trạng thái ban đầu. Thùy Họa không thể hiện hóa đao minh hà, Nguyên Duệ cũng đóng thần nhãn hỗn loạn. A Lê cắn răng đã cất đi Nguyệt Thần Quỷ Đạo, từ dục nữ đế không thể tập hội đội hình trận pháp tinh tú. Địa Tàng Vương Thiên Tôn không thể siêu độ, hai đại thánh thú không còn khả năng chế ngự tiên thiên nghi bát quái đồ. Đây thực sự là một trận chiến hy sinh hai bên tham chiến chỉ có thể tranh tài bằng tinh thần bất khuất cùng sức chiến đấu vật lý. Không còn cảnh giới tu luyện, không còn áp lực của thần nhiệm, Tất cả những gì còn lại chỉ là kiếm khí, binh đao, và bản năng giết chóc tàn ác. Đây là cuộc đua về tốc độ, sự tinh nhuệ, sức mạnh, ý chí và lòng quyết tâm. Không có phòng tuyến vững chắc, chỉ có thể nhanh tay lấy mạng đối phương. May mắn thay, 4.000 vạn chiến binh đến cùng côn lần này đều là những chiến binh tinh nhuệ. Cho dù mọi phép thần thông đều bị cấm, họ vẫn có thể dựa vào huyền quan chân khí toàn thân để chiến đấu đây là chiến trường thực tế nhất vực hy sinh giống như một chiếc động không đáy hút chặt quân đội của cả hai bên vào đó không gian bị giam cầm thời gian cũng ngừng trôi không có cách nào trốn thoát chỉ có chết mới kết thúc mọi chuyện những mũi tên của a lê bắn ra giống như mưa bão tốc độ của cô ấy nhanh chóng vượt quá giới hạn sau khi đột phá cực hạn a lê tiếp tục bắn không ngừng nghỉ tốc độ của mũi tên lại được nâng lên tầm cao mới mũi tên của cô ấy tỏa sáng lên dưới ánh trăng. Ánh trăng là sức mạnh thuộc về chư thần. Rõ ràng là toàn bộ sức mạnh của chư thần đã bị vực hy sinh thước đi, nhưng không ai ngờ được A Lê có thể nhanh chóng đột phá được vòng cấm. A Lê là người đầu tiên lấy lại được sức mạnh chư thần. Dần dần, khi ánh trăng trên mũi tên ngày càng sáng hơn, đôi mắt trong veo của A Lê bắt đầu diễn giải hình dạng trăng khuyết. Với sự phục hồi sức mạnh của Nguyệt Thần, A Lê cuối cùng cũng hét lên một tiếng, Nguyệt Thần quỹ đạo. Nguyệt thần quỹ đạo không phải là sức mạnh đòn đánh mạnh nhất của A Lê, nhưng nó đã trở thành lựa chọn giết địch tốt nhất của cô hiện giờ. Mũi tên phóng ra, quỹ đạo ánh trăng quét sạch một đường máu, để lại vầng hào quang đỏ tươi. Người đầu tiên khôi phục lại thần tính của mình là A Lê, bởi vì cô ấy có lợi thế về tốc độ đáng kinh ngạc nhất trong vạn cổ hư không. Sau khi thần tính của A Lê hồi phục, cảm nhận được tiếng kêu của hàng chục triệu linh hồn đã chết đang gào thét, Thùy Hỏa cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của mình. Cô ấy là tử thần, quân vương của những linh hồn đã chết trên thế gian này. Tử thần khoác áo giáp lên, đao minh hà bắt đầu chuyển hóa từ đòn đánh thấp nhất hồn chi bi thương. Từ hồn chi bi thương, đến tử thần tài quyết, lưỡi hái tử thần, và cuối cùng là đao minh hà. Áo giáp trên người thùy hỏa cũng tiến hóa cùng với thanh kiếm, cuối cùng cô cũng mặc áo giáp hoa sen màu đen, sức chiến đấu hồi phục vào thời đỉnh đỉnh cao nhất. Đầu tiên, cô ấy dùng ngọn lửa linh hồn đốt cháy hàng trăm ngàn thiên quân, hóa thành con thiêu thân lao xuống địa ngục, bắt đầu bộc phát hồn năng, rồi dùng đao hóa minh hà, bắt đầu đại khai sát giới, chính danh xương tử thần. chương 1511, Long Tộc Bi Ca Đại quân thuộc 12 thành này của thiên đạo thuộc các hệ thống thần minh khác nhau, trước khi sức mạnh của thần được giải phóng hoàn toàn, những kẻ mạnh nhất đến từ thành yêu, thành thú và thành ma. Khi sức mạnh thần kỳ bị vực sâu hiến tế cắn nuốt, yêu tộc đã dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để chiếm thế thượng phong trong cuộc đọ sức với đội quân đạo môn. Tiên đạo dựa vào đại quân long tộc để quyết đấu với yêu tộc, Thế nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Vảy rồng rơi rụng như mưa, huyết rồng chảy thành đầm. Đại quân Long tộc đều hóa thành rồng, thế nhưng vẫn bị yêu tộc nghiền nát. Đắc Kiều công chúa hóa thành một con rồng ngũ sắc khổng lồ, sở hữu cơ thể như sắt như đồng và ý chí ngoan cường vô cùng. Tuy rằng Đắc Kiều công chúa mạnh mẽ uy phong mất trời, nhưng ngặt vì đại quân Long tộc thua kém yêu tộc của thiên đạo quá nhiều, lại thêm cô không thể phát huy được sức mạnh năng lượng của Tứ Hải Thần Long, vì vậy càng chiến đấu lại càng vất vả, dần dần rơi vào bước đường cùng kẻ đang vây khốn cô là thành chủ của thành vạn yêu tôn xà chín đầu. Vị này yêu khí trồng chất, tu vi vượt qua cả nữ oa, ngay cả thái sơ yêu hậu bạch thắng tuyết cũng còn kém xa gã về độ hung bạo và độc đoán. Trước khi đại hội bạch vũ tri quán diễn ra, Nam Hoa cũng từng mời bạch thắng tuyết và đạo thần, nhưng hai người đã từ chối. Khi còn ở thế giới cổ xưa đạo thần đã quen mai danh ẩn tích, giờ đây chỉ còn sót lại chút ý chí tàn hồn lại càng không thích lộ diện. Mà trong mắt bạch thắng tuyết chỉ có đạo thần, thế nên đến nay vẫn còn rất nhiều người không hề hay biết thân phận của hai người họ. Trước đây tôi đã từng lén hỏi đạo thần, giữa ông ta và đạo tổ tạ mạt lãng có quan hệ nhân quả to lớn như ấy, liệu ông ta có bằng lòng vì chúng sinh gồng gánh khổ nạn hay không, đạo thần đã lắc đầu từ chối. Hắn là hắn, còn ta là ta, ta cũng không phải người vĩ đại như hắn ta. Người yên tâm, cho dù có phải âm thầm hy sinh ta cũng không bỏ lỡ trận chiến diệt vong này. Không phải vì chúng sinh, mà vì chính ta, đạo thần nói vì bản thân ngài khi còn ở thế giới cổ xưa ta đã từng hóa thân thành thần chưa bao giờ dùng thân phận thật của mình để lộ diện thế nên ngay cả tử thần thái sơ cũng không thể nhận ra ta trận quyết đấu này là cơ hội duy nhất để ta lưu danh sử sách ta muốn thế hệ sau nhớ đến rằng trên đời này không chỉ có một ngôi sao thiên tặc đạo thần quyết tâm tham chiến bạch thắng tuyết đương nhiên cũng sát cánh với ông ta lúc này đây nhìn thấy đắc kiều công chúa ra chiêu nào bại chiêu đó bạch thắng tuyết khẽ cao mày nếu nàng còn không ra tay, chỉ e cô ta chẳng kiên trì được bao lâu. Đạo thần nói, ta phải ở bên chàng. Nàng không cần phải đợi ta, giờ vẫn chưa phải là lúc để ta lên đài. Đi đi, để ta được nhìn thấy một bạch thắng tuyết khi xưa mong manh yếu đuối giờ đây có thể phát suy sức mạnh chiến đấu khủng khiếp cỡ nào. Hãy nhớ, kẻ thực sự có thể hạ sát tôn xà chín đầu chỉ có đắc kiều công chúa, nàng chỉ cần giúp cô ta trì hoãn một khoảng thời gian, đè ép sự hung mãnh của tôn xà chín đầu là được. Được, ta muốn chàng cảm thấy vinh hạnh vì ta. Bản thể của Bạch Thắng Tuyết vốn là tinh linh cỏ cây, được mệnh danh là đóa hoa vĩnh viễn không tàn. Thuần khiết tối thượng, tuy mang danh là yêu, thế nhưng chẳng khác nào tiên tử. Sau khi cô tham chiến, đầy trời hoa trắng lung linh thánh khiết rơi rụng, bắt đầu hấp thụ yêu khí tà ác tàn bạo của tôn xà chín đầu. Yêu khí có màu đỏ như máu, khi hấp thụ yêu khí, hoa trắng cũng bị nhuộm thành huyết đỏ, từ trên trời rơi xuống muôn vạn hạt mưa máu.